Cha mẹ xuống chợ, buổi trưa sẽ đem cơm cho con. Ngày xưa, ở một làng nọ, có hai vợ chồng già không có con cái. Họ cầu xin thánh thần để có một đứa con. Ít lâu sau, người vợ có thai và sinh được một cô con gái. Thế nhưng cô con gái chỉ bé như ngón tay út, vợ chồng đặt tên là nàng Út. Tuy bé xíu, nhưng nàng Út rất chăm chỉ, hiếu thảo, lúc nào cũng tìm cách làm việc để phụ giúp cha mẹ. Thợ săn, chúng ta mau trốn đi. Hôm nay đi săn tệ quá. Hoàng tử đừng vội, có khi tại hôm nay trời nóng quá. Người nói ta mới nhớ là đang khác. Quanh đây hẻo lánh. Bẩm hoàng tử, thần chỉ thấy một rẫy dưa, hay là ta hái dưa ăn đỡ? Người đi tìm chủ vườn, xin mua trước hẳn hái, không nên tự ý hái trộm của người ta. Dạ. Anh chàng này là ai vậy? Trâu hả? Một chú trâu. Chủ của mày đâu? Đồ ham ăn. Bẩm hoàng tử, hoàng tử à, thần không tìm thấy chủ vườn. Thần hái một trái ăn đỡ, rồi chúng ta sẽ để tiền lại cho họ. Vậy có vẻ không hay lắm. Hoàng tử đừng có lo, để thần chịu trách nhiệm. Dạ, mời hoàng tử. Quả là dưa ngon ngọt. Chủ vườn này khéo tay quá. Ngươi cũng ăn cùng ta cho vui. Dạ, hoàng tử dùng xong rồi thần mới dám. Ta cho phép. Dạ bẩm tâm hoàng tử, tìm được ngài rồi. Chuyện gì vậy? Dạ bẩm hoàng tử, mau hồi cung, bệ hạ bị ngất xỉu rồi ạ. Cái gì? Người thì đẹp trai, mà ăn uống thì... Hái dưa nhà người ta ăn không trả tiền, mà còn bỏ dở như vậy, phí phạm quá. Phụ quan, phụ quan sao rồi các huynh? Tam đệ, để nói nhỏ một chút đi. Phụ quan đang thiết triều thì té khuỵu xuống. Thấy y nói là phụ quan chỉ là một cơn chóng mặt nhẹ thôi. Phụ quan, người khoan hãy ngồi dậy. Ngồi dậy. Phụ quan, người cứ nằm đi. Các ngươi đừng rối lên nữa. Ta có làm sao đâu. Bẩm bệ hạ và các hoàng tử, mấy hôm nay người thức khuya lo việc triều chính nhiều quá nên thần khí không thông. Phụ hoàng, người nên san sẻ việc nước với chúng con để có nhiều thời gian nghỉ ngơi. Để nói như vậy là đang muốn bảo phụ hoàng nhường ngôi đó sao? Các hoàng huynh đừng nói nữa, để cho cha nghỉ ngơi.
vấn đề biên cương của chúng ta đang rất nghiêm trọng. Ta chưa có cách giải quyết. Cha, làm cách nào để chúng ta có thể giữ hòa khí, đừng xảy ra chiến tranh? Giữ hòa khí làm sao được? Chúng ta chinh phạt chúng đi, Phụ Hoàng. Hoàng huynh, đâu phải chuyện gì cũng giải quyết bằng đao kiếm được. Đúng vậy, ta muốn tìm cách vẹn toàn để giải quyết êm đẹp. Ê, Phụ Hoàng, xin hãy nghỉ ngơi trước đã. Dù gì người cũng có ba anh em tụi con mà. Chúng con sẵn sàng bảo vệ đất nước với bất kỳ giá nào. Chỉ cần ba anh em con đoàn kết thì ta đã yên tâm một nửa rồi. Trời ơi, no quá, đi không nổi nữa. Út à, con đâu rồi? Nghỉ tay ăn trưa nè con. Cha ơi, con ở đây. Khoan đã cha ơi, chắc con không ăn trưa nổi đâu. Con mới ăn gần hết một trái dưa hấu, no quá à. Ăn dưa mau no, nhưng làm việc một chút sẽ đói lại thôi. À, mà nhà mình năm nay dưa có ngọt không con? Dưa ngọt lắm cha. Nhưng vì có kẻ đến hái trộm dưa, ăn xong bỏ dở lại, nên con tiếc quá ăn hết. Có người tới trộm dưa sao? Họ có làm gì con không? Con có bị sao không vậy? Con sợ họ nhìn thấy nên đã trốn đi cha ạ. Họ đi rồi con mới chui ra. Con gái cha nhỏ nhưng mà rất thông minh. Cha mẹ cầu xin mãi mới có được con đó. Cha mẹ cầu con như thế nào vậy cha? Lúc đó cha mẹ đã lớn tuổi mà chưa có mụn con nào, nên mẹ của con đã đi khắp các đền chùa để cầu tự. Đi hơn cả chục đền miếu để cầu tự rồi. Bà có mệt không? Không ông à. Phải bày tỏ tấm lòng thành thì trời đất mới chấp nhận. Cúi lại thần thánh ban phước cho chúng con một đứa con, trai hay gái gì cũng được, xấu xí hay nhỏ bé cũng được. Vì chúng con ngày một già mà không có tiếng trẻ thơ, thật là hiu quạnh. Thôi con ăn đi, đồ ăn nguội hết rồi. Mùi đồ ăn mẹ làm thơm quá cha ơi. Cha ơi, con không ăn trứng đâu, mùi khó chịu quá à. Sao vậy? Bình thường con thích ăn trứng lắm mà. Hay là con ăn no quá rồi? Út à, Út, con có sao không? Cha, mẹ. Con nằm xuống nghỉ một chút đi con. Con thấy trong người thế nào? Con không sao đâu mẹ. Sao trong cha mẹ có vẻ buồn vậy? Bộ có chuyện gì hay sao ạ? Con gái à, hồi nãy con ngất xỉu, cha mẹ lo lắng quá nên mời thầy Lan đến khám cho con. Con có bệnh gì không? Sao cha mẹ lo lắng quá vậy? Thầy Lan đến khám nói con có thai rồi. Cha, mẹ, vậy là sao? Có thai là sao? Là con có một em bé đang lớn lên trong bụng đó. Nhưng mà con, sao con lại có thai được chứ? Cha cũng không hiểu tại sao chuyện này lại xảy ra được. Con à, giờ chuyện đã rồi, cha mẹ sẽ lo cho con và đứa bé. Cha mẹ cầu tự mới có con, giờ có thêm cháu ngoại, vui còn gì bằng. Biết đâu đứa cháu này cũng chính là thánh thần ban cho nhà của ta thêm ấm áp, bù đắp cho những tháng năm buồn bã trước kia. Nàng Út có thai, tam hoàng tử ở trong cung thì bỗng thấy bồn chồn không yên, như nhớ thương một điều gì đó vô hình mà chính hoàng tử cũng không rõ. Bẩm hoàng tử, xin mời dùng trà. Cả ngày nay hoàng tử không ăn uống gì cả. Người đang lo cho nhà vua sao? Ừ, ta lo lắng là một chuyện, nhưng mà không hiểu sao hôm nay ta cứ bồn chồn không yên, như nhớ thương một ai ở nơi xa mà không rõ. À, hay hoàng tử đã tương tư một cô thôn nữ nào? Thôi, chắc là không có gì. Ta chỉ cảm thấy nhớ cái ruộng dưa đó. Cảm giác ăn dưa sao mà ngọt quá. Nếu hoàng tử muốn ăn dưa thì không thiếu, để thần đi lấy ngay. Không không, ngươi không hiểu được ý ta đâu. Bỏ qua chuyện này đi. Gần đây á,
Dù cha phải một mình đối mặt với quá nhiều vấn đề, ta vô dụng, không giúp được cái gì hết, nên cũng có chút băn khoăn. Dạ, nhưng hoàng tử không nên tự làm khổ mình. Người phải mạnh khỏe thì mới tính chuyện khác được chứ ạ. Xin người hãy ăn chút gì đó. Một phần ta ăn cũng không thấy ngon miệng. Giờ ăn thì cũng nhớ đến lúc ăn dưa ở giường đó. Trời ơi, ruộng ấy nhà ai? Tôi phải điều tra, tôi phải trị tội kẻ trồng dưa bỏ bùa hoàng tử. Thôi thôi, ngươi cứ hay lầm quá lên à. Ta vừa có cảm giác rất lạ, là hình như ở đó có... Có gì hoàng tử? Hình như là một cô gái nhỏ bé. Không được rồi, lẽ ra tam hoàng tử nên nghĩ đến công chúa của đại quốc thì mới phải. Công chúa Cẩm Tú đang luyện kiếm. Dạ, bẩm công chúa. Miễn lễ. Bẩm công chúa, có tin báo các nước tiểu quốc đang liên minh đe dọa biên cương của nước láng giềng. Điều đó đã nằm trong tính toán của ta cả rồi. Vậy bên nước láng giềng có động tĩnh gì chưa? Bẩm, nghe nói họ cho sứ thần đi các nước để thương nghị hòa bình, nhưng đồng thời cũng gửi sứ sang đại quốc của chúng ta. Vậy cha ta nói thế nào? Đức vua có ý muốn liên minh bằng cách gả công chúa cho tam hoàng tử của nước láng giềng đó. Tốt, tam hoàng tử là người có khả năng kế vị cao hơn hẳn. Lấy được tam hoàng tử, việc sáp nhập hai nước làm một sẽ diễn ra thuận lợi. Đại quốc ta sẽ vừa có binh hùng tướng mạnh, vừa thu được sản vật từ vùng đất màu mỡ của nước láng giềng. Bệ hạ gia lâm. Các khanh bình thân. Tâu bệ hạ và các hoàng tử, năm ngoái các tiểu quốc có ý định liên minh với nhau chống lại chúng ta, còn đại quốc láng giềng thì không muốn ủng hộ chúng ta. Nhưng sau một năm thần đi sứ các nước, họ đã đồng ý liên kết dựa trên một cuộc hôn nhân. Ta hiểu ý khanh. Vì vậy, hôm nay ta muốn ra tuyên bố hôn sự của tam hoàng tử. Phải rồi, chỉ còn tam đệ là chưa lập gia đình. Lần này lấy công chúa là nhất đệ rồi đó. Vì các nước đều có công chúa đến tuổi cập kê, nên ta muốn mở một lễ hội kén vợ. Tam hoàng tử sẽ gặp mặt các công chúa đến từ các nước để chọn một người làm vợ. Các khanh thấy thế nào? Bệ hạ anh minh, bệ hạ vạn tuế, vạn tuế. Cảm ơn người đã động viên ta. Nhưng cưới xin là chuyện đại sự, ta không muốn lấy một người ta không yêu đâu. Tam đệ, sao đệ lại nói vậy? Công chúa cao quý, ai mà không muốn lấy? Trên đời chắc chỉ có đệ chê thôi. Ba anh em ta chỉ có đệ lấy được công chúa. Thấy vợ của hai ta không? Chỉ là tiểu thư nhà quan tầm thường. Chàng nói thế là đang chê thiếp sao? Ui da. Đâu có. Vợ của tam đệ mà là công chúa đúng là hơn các nàng, nhưng cũng là em dâu của chúng ta thôi. Đa tạ anh chị đã quan tâm đến đệ. Đệ hiểu trách nhiệm của mình. Chỉ là... Trừ phi đệ đã phải lòng người khác, chứ nếu không thì đây hoàn toàn là điều tốt đẹp. Thật à? Cũng có thể lắm. Tam hoàng tử hào hoa phong nhã, văn võ song toàn thế này, thiếu gì các tiểu thư khuê các để mắt. Đúng rồi. Biết đâu một ngày nào đó, một cô gái xuất hiện cùng đứa trẻ tự xưng là vợ con của tam đệ không chừng. Không có đâu, anh chị đừng nói quan cho đệ. Trên trời có đám mây xanh, ở giữa mây trắng, chung quanh mây vàng. Ước gì anh lấy được nàng, để anh mua gạch bát tràng về xây. Xây dọc rồi lại xây ngang, xây hồ bán nguyệt ngờ cho nàng rửa chân. Oh.
Út con, mẹ đem thức ăn đến cho con đây. Mẹ mới đến. Con mau lại ăn cơm đi. Thằng cháu ngoại của bà ngủ rồi sao? Dạ, trộm vía, thằng bé ngoan lắm mẹ ạ. Cực cho con rồi Út ơi, mẹ thì nhỏ bé, lại phải chăm đứa con to gấp 5 lần mình. Không cực đâu mẹ, may mắn là đứa bé được như người bình thường. Thằng bé kháo khỉnh quá. Mẹ ơi, vừa đã thu hoạch được rồi đó ạ. Vậy thì tốt quá. Nhà vua ban lệnh sẽ mở hội kén vợ cho tam hoàng tử. Nhiều người sẽ đến xem hội đó con. Hay quá. Chúng ta sẽ bán được nhiều dưa. Ừ, ngày mai hai cha con đem dưa xuống làng mà bán, để mẹ trông cháu cho. Con sợ đi sẽ gây phiền phức cho cha. Con đừng có nghĩ như vậy. Lễ hội đông người, không có ai để ý đâu. Với lại cha con cũng cần có người phụ giúp. Dạo này mẹ già yếu, đi tới đi lui không có tiện. Con xem, mẹ đã may cho con một bộ quần áo mới để đi hội rồi nè. Con cảm ơn mẹ. À, con cũng có quà tặng mẹ. Con may áo cho mẹ nè. Mẹ có thích màu này không? Con tự may đây sao? Dạ, lúc rảnh con không làm gì nên... Con tôi giỏi quá, mẹ thích lắm. Cải xanh đây, cải xanh đây. Mình nướng đây, mình nướng. Cải xanh mới hái đây. Bà con ơi, mình nướng thơm ngon về. Mình nướng đi, ghé mua nướng đi. Cải đi cả hai. Ngoài mặt áo xanh, bên trong bình đỏ, quả tuy tròn nhỏ, lại lấy hạt đen. Người nếm thử xem, ngọt ơi là ngọt. Chà, lời rau dễ thương quá. Ủa, mà sao không thấy người rau ta? À, có phải tiếng rau từ hàng của ông không vậy? Tiếng dễ thương quá trời, mà đâu phải ông này. Đúng vậy, chính là tôi đang rau bán dưa cho cha tôi. Chà, trời ơi, người đâu mà nhỏ xíu hà. Ủa, con biết làm trò nữa đây nè. Trời ơi, thiệt là một đứa nhỏ đặc biệt mà. Các công chúa ở đâu mà đông vậy ta? Nghe đâu dự tiễn có gần 20 cô. Có nước đưa tới 3 công chúa. Thì tam đệ nổi tiếng đẹp trai, văn võ song toàn, ai mà không muốn lấy? Hơn nữa lại là người thích hợp để kế vị mà. Để nói cái gì? Ta là con trưởng, ngôi vua chừng nào mới tới lượt tam đệ? Thôi hoàng huynh bớt nóng. Huynh nghĩ coi, tuy huynh là con trưởng, nhưng trước giờ tam đệ được cha yêu quý nhất, các quan cũng ủng hộ tam đệ. Giờ ngay cả chuyện cưới vợ cho đệ ấy cũng phải tuyển từ các công chúa của các nước láng giềng. Đệ nói cũng phải. Xem vợ ta chỉ là con tể tướng, vợ đệ chỉ là con của tướng quân. Còn tam đệ được chọn người đẹp nhất trong các công chúa. Của hồi môn bên nhà gái và sính lễ phụ hoàng cho tam đệ, ắt hẳn cũng bằng một nửa vương quốc à. Vậy thì còn gì cho anh em ta? Không thể như vậy. Vậy huynh muốn làm thế nào? Ta để có cách gì không? Cái gì? Sao giết nó được? Dù gì nó cũng là em ruột của mình mà. Trời ơi, huynh nói cái gì vậy? Ai nói là mình giết tam đệ? Chứ sao? Thì mình cho người giả bộ truy sát, cầm chân tam đệ ở đâu đó vài ngày, không đến kén vợ được. Để làm gì? Trời ơi, thì việc tuyển vợ từ các công chúa xem như hỏng. Các chư hầu nổi giận, phụ hoàng sẽ mất mặt vì em ấy. Nó sẽ mất cơ hội để được truyền ngôi. À, ta hiểu rồi. Đệ thật thông minh. Lấy từng cái này đi. Mua giùm đi, mua giùm bánh nướng đi chú hai. Dạ được. Cha con nhà này từ xứ nào đến đây bán dừa? Đứa con gái ngoại hình bé xíu kỳ lạ.
Các ông các bà từ xa tới, coi chừng bị cha con nói lừa đấy. Dạ được. Không phải như vậy đâu. Cha con tôi là người lương thiện, vợ chồng tôi không có con, cầu khẩn lắm mới sinh được đứa con gái hiếu thảo này đó. Lương thiện, hiếu thảo? Vậy sao không thể làm người bình thường? Mấy người thôi đi, không được bắt nạt con của tôi. Vậy cha con ông có phải là người bình thường không? Đến đây có âm mưu hãm hại ai không? Tại sao ngoại hình con ông nhỏ bé kỳ dị vậy? Các người mau tránh đường. Các người mau đi khỏi đây, không được bán hàng ở đây nữa. Kẻ nào? Kẻ nào dám ném ta? Dạ, xin ngài tha cho tôi. Kẻ hạ dân hèn kém định ném hai cha con nhà kia, không ngờ lại trúng ngài. Các ngươi làm gì mà tụ tập chặn cổng thành vậy hả? Định gây rối sao? Ngươi là ai? Sao dám khua gươm ở chợ vậy hả? Người đâu? Lôi hắn về xét xử. Ta là cận vệ của công chúa Cẩm Tú từ Đại Quốc đến đây. Ta chính là công chúa Cẩm Tú của Đại Quốc, theo lời mời của nhà vua đến đây cầu thân với tam hoàng tử của đất nước này. Vừa đến cổng thành thì những người này gây rối, không để chúng ta vào. Viên quan này, ngươi nói xem phải xử lý thế nào? Dạ bẩm thần hạ thần. Công chúa Giải Quốc. Công chúa đến mà hạ thần chậm trễ nghênh tiếp, xin thứ tội. Đứng lên đi, đừng dài dòng nữa, mau xử lý chuyện này cho ta còn đến hoàng cung. Dẫn hết đám gây rối này về xét xử cho ta, dẹp luôn cả xe dưới kia nữa. Út à, đừng con, đừng làm như vậy. Tí Hon, lại đây. Xin công chúa hãy tha tội cho đứa con nhỏ dại của tôi. Tôi đã già, xin hãy xử tội tôi và tha cho con bé. Tí Hon, người dũng cảm lắm. Việc tôi làm tôi chịu. Bọn họ đánh phá việc bán dưa của cha con chúng tôi, nên tôi đáp trả lại thôi. Người cứ phạt tôi mà tha cho cha già của tôi. Được, ngài hãy tha cho hai cha con nhà này, nhưng còn lại phải xử phạt thế nào để đại quốc ta thấy hài lòng đó. Lính đâu, gom hết bọn chúng về công đường, phạt 50 roi cho ta. Xe dưa của hai cha con này cũng xung công luôn. Dạ. Ủa, sao chị đánh có chúng tôi mà tha cho hai cha con đó vậy? Phải đó. Hai cha con này đúng là xui xẻo mà, ai dính vào cũng ăn quả. Hãy đi khỏi đi. Mau thu dọn hàng, mau lên. Chuyện này không phải gì nữa, mau. Ta lệnh cho nhà ông phải đi biệt xứ, không được đến đây nữa. Vì các ngươi mà xém chút nữa, chúng ta đắc tội với đại quốc. Nếu bọn họ nổi giận thì ai gánh nổi hậu quả đi hả? Các ngươi còn không đi, ta sẽ trị tội đó. Hoàng tử à, sao giờ này người còn chưa thay áo ra tiếp các đoàn sứ thần mà còn ngồi ở đây? Người bị mệt sao? Ta không muốn ra đó đâu. Phụ hoàng nói ta lấy ai á thì ta lấy người đó. Không phải bệ hạ cho hoàng tử tự chọn hả? Ở ngoài đó có rất nhiều người xinh đẹp sang trọng quý phái, như là một vườn hoa đủ màu vậy. Cuộc hôn nhân này thật sự chỉ là lấy được người có thế lực mạnh nhất thôi, đâu có phải lấy người ta thích. Cho nên ta đến cho có lệ, chứ đâu có quyết định được gì. Người không có nói vậy được. Là người đích thân tuyển lựa thì mọi người mới tâm phục khẩu phục. Ai? À, người đâu? Có thích khách? À, hoàng tử, khoan đã. Các người mau đuổi theo tam hoàng tử. Chết ta rồi. Mau bẩm báo bệ hạ.
Bẩm công chúa, lúc nãy người thích con bé tí hon đó sao? Ai cũng bị phạt mà ta lại tha cho một đứa thì mọi người sẽ ghét đứa đó. Thần chưa hiểu. Trông cô ta tuy nhỏ bé nhưng cũng không phải xấu xí. Về nhan sắc có khi lại là đối thủ của ta đó. Tốt nhất là để cô ta đi khuất mắt ta. Dạ, công chúa thật biết nghĩ sâu xa. Người mặc áo xanh vừa làm rơi thứ gì đó, đem lại đây cho ta. Bẩm công chúa, ngọc bội này không phải tầm thường. Người đó lẽ nào là hoàng tộc? Người âm thầm bám theo, không được ra mặt, tất cả về báo cáo cho ta. Dạ. Tiểu Luân, ngươi có sao không? Xong nhiệm vụ rồi, chúng ta mau quay về thôi. Để hắn ở đây vậy sao? Không có vấn đề gì đâu, vết thương nhẹ thôi, có thể cầm chân hắn ở đây vài ngày. Được rồi Tiểu Luân, được rồi. May mà chỉ sượt qua, nhưng mà cũng cần băng bó một chút. Cái chân ta. Bây giờ làm sao về cung được đây? Phía trước có người à. Đi thôi, chúng ta qua đó coi thử, có thể xin tá túc một đêm được không? Sao mình lại nhỏ bé thế này? Tại sao mình chỉ đem toàn rắc rối cho cha mẹ? Lẽ nào mình bị trời phạt thật sao? Ôi da. Hò điệp tiên nở, cuối cùng em cũng tìm được chị. Mừng quá. Bạn là ai? Chị không nhớ em hả? Em là Điệp Nhi. Chị từng chăm sóc em trên thiên đình đó. Chị nhớ chưa? Phải rồi. Khi chị xuống trần thì không còn nhớ gì chuyện trên thiên đình nữa. Không sao, để em kể lại cho chị nhớ. Dạ, xin mời. Hôm nay vui quá. Điệp Nhi, em mau quay về đi. Đây không phải tiền em có thể vào đâu. Em sẽ hóa thành vòng tay của chị, sẽ không ai biết đâu. Ôi chào, em làm khó chị quá đi. Được rồi, phải ở yên trên tay chị đó, biết chưa? Ôi, mùi rượu hoa mai thơm quá. Con bướm này ở đâu ra vậy? Bẩm Ngọc Hoàng tha tội, đây là Điệp Nhi trong giường của hạ thần. Hay cho hồ điệp tiên tử,
quản thuộc hạ không nghiêm, làm đổ rượu xuống trần gian. Ngươi có biết tội không? Dạ, là lỗi của hạ thần. Thần xin chịu mọi hình phạt. Xin Ngọc Hoàng tha tội, là lỗi của con. Ngươi có biết khi rượu thiên đình đổ xuống trần gian sẽ làm chao đảo thế sự, có thể tạo ra chiến tranh, khiến dân tình lầm than hay không? Bẩm Ngọc Hoàng, rượu đã đổ xuống đại quốc, làm đại quốc hùng mạnh lên sẽ đe dọa các nước láng giềng. Vừa hay, ở nước láng giềng có một cặp vợ chồng đang cầu xin con. Hay chúng ta cho Hồ Điệp tiên tử xuống trần làm con của họ, sau này sẽ giúp đỡ triều đình tránh khỏi loạn binh đao. Cũng được, nhưng ngươi phải quá thành tí hon, bị nhiều khó khăn thử thách, giúp ổn định hòa bình thì mới được trở lại hình dáng cũ. Đội ơn Ngọc Hoàng, hạ thần sẽ dốc sức đền tội. Thưa Ngọc Hoàng, con mới là người phạm luật, xin người cho con đi cùng Hồ Điệp tiên tử ạ. Đương nhiên là ngươi cũng phải chịu tội. Ngươi phải xuống trần gian đi tìm Hồ Điệp tiên tử và giúp nàng ấy vượt qua những thử thách. Mau đi đi. Tạ ơn Ngọc Hoàng. Ngươi tự bay đi tìm đi. Ta sẽ không qua phép cho ngươi tới chỗ tiên nữ đầu thai đâu. Đó là hình phạt của ngươi. Thần tuân chỉ. Vậy là em theo dấu những chú bướm dưới trần gian đến đây tìm chị đó. Thật không thể tin được. Nhưng chị nhỏ bé như vậy, làm sao có thể giúp đất nước này tránh khỏi đao binh? Đã vậy chị còn có con nữa. Chị có con sao? Đâu em bé đâu rồi? Tội nghiệp cho cậu. Chủ cậu bị thương sao? Ở đâu? Là anh chàng đó. Này, anh gì ơi? Anh ta xỉu rồi. Mình làm gì đây chị? Điệp Nhi, em ở lại canh chừng. Chị đi gọi cha mẹ. Bẩm công chúa. Nói đi. Dạ, công chúa đoán như thần, người mặc áo xanh đó chính là Tam Hoàng tử. Có người truy sát Tam Hoàng tử sao? Bọn thích khách chỉ đuổi đánh hoàng tử bị thương nhẹ rồi bỏ lại trong rừng. Nghe bọn chúng nói chuyện, hình như có người không muốn Tam Hoàng tử đến buổi kén vợ ngày mai. Hay ho thật. Có kẻ muốn làm bẻ mặt nhà vua, gây xích mích trong các sứ thần, châm ngòi chiến tranh sao? Hay là... Chiến tranh sao thưa công chúa? Không, cũng có thể là hạ uy tín của Tam Hoàng tử, gạt anh ta ra khỏi danh sách thừa kế. Vậy chúng ta còn ở đây làm gì nữa thưa công chúa? Nếu anh ta không thể làm vua thì chúng ta liên minh có ích gì? Với các tiểu quốc thì đúng là vậy. Với chúng ta thì không cần. Chỉ cần lấy Tam Hoàng tử, đất nước này sẽ sớm thuộc về đại quốc chúng ta. Thần hiểu rồi. Thần sẽ đi tìm hoàng tử về đây ngay. Chưa cần đâu. Ngươi cứ nghỉ ngơi đi, đợi mai sẽ định liệu. Sao lại khóc? Thấy người lạ cháu sợ hiền sao? Ân nhân lẽ nào không cho ta thấy mặt sao? Nàng có phải là cô bé ở Rẫy Dương một năm trước không? Đúng vậy, chính là tôi. Vì hình dạng nhỏ bé khó coi, sợ người nhìn thấy sẽ chê cười. Ta hứa sẽ không cười cợt, xúc phạm nàng. Hãy cho ta nhìn thấy mặt một lần thôi, để nói lời cảm ơn cứu mạng. Chỉ một lần thôi nha. Tôi không phải người bình thường. Nàng thật là xinh đẹp. Tôi... Người đã thấy mặt rồi. Hãy nghỉ ngơi đi. Tôi đi đây. Khoan đã, nàng tên là gì? Tôi tên Út. Vậy tôi gọi nàng là nàng Út có được không? Đa tạ nàng Út đã cứu ta. Ta có thể làm gì để đáp ơn cho nàng đây?
Các người bảo vệ kiểu gì vậy hả? Để thích khách vào cung truy sát hoàng tử giữa ban ngày ban mặt. Lại còn biết bao nhiêu khách mời ở đây, lỡ có chuyện gì thì sao? Thần đã không bảo vệ được hoàng tử, xin bệ hạ trị tội. Phụ hoàng, con nghĩ cũng không hẳn là tội của cận vệ đâu. Có thể là trong đám sứ thần, biết đâu có thích khách trà trộn. Cũng có thể như vậy, nhưng ngày mai ta sẽ nói với các nước chư hầu thế nào. Còn công chúa cẩm tú của đại quốc nữa. Bây giờ cha chỉ lo nhất là con trai út của cha không biết như thế nào, có an toàn hay không. Không biết nàng ấy đâu rồi. Có phải mình đã mơ không ta? Một cậu bé thật đáng yêu. Sao? Con muốn ra ngoài? Vì hôm nay ở chợ không ai buôn bán gì cả. Đúng vậy, ai cũng lo kháo nhau vì việc tam hoàng tử đã mất tích. Không phải mới mấy hôm trước nhà vua mở hội tuyển vợ cho tam hoàng tử sao? Vậy mà hôm nay tam hoàng tử biến mất, mọi người đồn đại nhiều lắm. Thì ra hoàng tử chạy trốn khỏi cung điện. Ngài hãy giải thích về chuyện này đi chứ. Ngài là tam hoàng tử sao? Nghìn đón tam hoàng tử. Xin lỗi vì chúng tôi không biết nên đã thất lễ. Đây không phải là hoàng cung, không cần đa lễ. Mọi người cứ đứng lên đi, để con được tự nhiên. Mời cha mẹ, mời hoàng tử uống nước. Như vậy là hoàng tử đã bị truy sát nên mới bị thương, chứ không phải trốn việc tuyển vợ hay sao? Thực ra trong lòng con cũng không muốn cuộc hôn nhân sắp đặt như vậy. Sao lại không? Các công chúa chắc hẳn phải xinh đẹp giỏi giang lắm. Chẳng lẽ họ chưa xứng với ngài sao? Ai cũng nghĩ hoàng tử lấy công chúa thì xứng đôi. Nhưng mà thật ra đó cũng chỉ là cuộc trao đổi đất đai và giao ước giữa các nước với nhau. Còn tôi chỉ mơ ước có một gia đình bình thường, vợ chồng yêu thương nhau, chăm sóc con cái, có được đứa con đáng yêu như dưa hấu đây nè. Có vẻ hoàng tử đã khỏe lại rồi, thật là tốt quá. Vậy bà mau bế dưa hấu cho hoàng tử trở về cung đi. Chàng ấy đã khỏe lại rồi, không thể ở đây mãi được. Nhưng mà con... Công chúa của Liễu quốc xin bái kiến. Công chúa của Sa Thủy quốc xin bái kiến. Công chúa của Thi Pha quốc xin bái kiến. Xin bái kiến bệ hạ. Bệ hạ vạn tuế. Mời các công chúa bình thân. Thưa bệ hạ, chúng thần đại diện quốc gia đến đây, trước là để tham quan quý quốc, sau là theo lời mời của bệ hạ đến cầu thân cùng tam hoàng tử của quý quốc. Đúng vậy thưa bệ hạ, chúng thần thân gái vượt đường xa đến đây cầu thân, nhưng từ hôm qua đến giờ vẫn chưa thấy tam hoàng tử đâu. Các công chúa hãy khoan bất bình. Tam hoàng tử, ta rất tiếc phải thông báo là tam hoàng tử đã mất tích từ hôm qua. Mất tích hay là cố ý tránh mặt chúng tôi? Vậy là các ngài kêu chúng tôi đến đây là trò đùa thôi sao? Chúng tôi tuy từ những tiểu quốc nhỏ bé, nhưng cũng là cành vàng lá ngọc, không thể chịu mất mặt như vậy. Thưa các công chúa, chúng tôi không hề có ý xúc phạm các nàng, nhưng mà hoàng đệ của chúng tôi, nhất định chúng ta sẽ tìm được đệ ấy về và cho các nàng một câu trả lời vừa ý. Quý quốc nói như vậy là bao lâu? Chẳng lẽ tam hoàng tử mất tích nửa năm, chúng tôi phải ở đây nửa năm? Tam hoàng tử mất tích vài năm, chúng tôi phải ở đây vài năm sao? Tâu bệ hạ, đây có phải là hành động gây chiến hay không? Tâu phụ hoàng, hai người ban lệnh truy bắt tam đệ và trị tội, để các công nương đây hài lòng. Đó là hoàng đệ của con mà, con nói như vậy mà nghe được sao? Với lại nó bị bắt đi, chứ có lỗi gì đâu. Bẩm phụ hoàng, bọn họ không tin chúng ta. Thôi thì ta cứ giả vờ sẽ trị tội tam đệ như vậy,
để cho họ bớt giận. Khi nào tìm được đệ ấy rồi hắn tính. Tâu bệ hạ, xin quý quốc cho chúng tôi câu trả lời trong thời hạn. Đúng vậy, chúng tôi còn phải trở về phục mệnh cố hương nữa. Thần tin là tam hoàng tử đã gặp rắc rối. Công chúa Cẩm Tú là con gái út được cưng nhất của nhà vua Đại Quốc đó. Nghe nói cô ta không những tinh thông cầm kỳ thi họa mà văn võ cũng vào hàng thần đồng của Đại Quốc, có thể múa kiếm, bắn cung, cái nào cũng giỏi cả. Người như cô ta chỉ cần ngỏ lời là hoàng tử Dương Tôn xếp hàng. Sao phải tới đây vậy? Công chúa Cẩm Tú của Đại Quốc xin ra mắt bệ hạ. Công chúa Cẩm Tú miễn lễ. Nàng vừa nói vậy là sao? Tâu bệ hạ, hôm qua thấy một bọn người áo đen xông ra khỏi cung. Thần đã cho người theo dõi và lượm được cái này. Đây đúng là ngọc bội của tam hoàng tử. Công chúa Đại Quốc đã nhặt được vật này, sao còn không cứu người? Đúng đó, hay cô chính là người bắt cóc? Cô đừng có nói hoàng xiên trên đại điện, không có phép tắc gì cả. Xin Cẩm Tú công chúa thứ lỗi. Ta không đôi co với kẻ nông cạn, nên nhớ, đây vẫn là một cuộc hôn nhân, và tam hoàng tử có tự do lựa chọn. Còn nếu ta có quyền điều khiển, thì ta đã không để quá nhiều cô gái đến đây rồi. Tâu bệ hạ, tha lỗi cho chúng thần. Thần tin vật này thuộc về người, có xuất thân cao quý, nhưng vì là khách của quý quốc, nên không dám tự tiện hành động. Công chúa nói phải, vậy vật này công chúa nhặt được ở đâu? Xin dẫn đường để chúng tôi tìm tam hoàng tử. Tâu bệ hạ, chúng thần xin cử người cùng đi tìm tam hoàng tử, cùng quý quốc luôn ạ. Thưa phụ hoàng, con thấy để cảm ơn các công chúa đây. Ai tìm được tam hoàng tử thì tam đệ sẽ lấy người đó. Chuyện này... thôi được, ta hứa công chúa nào tìm được tam hoàng tử trước thì ta sẽ tác hợp cho người ấy. Tạ ơn bệ hạ. Chị ơi, có cần phải làm vậy không? Nguy hiểm lắm. Em đừng lo, chị làm suốt ấy mà. Ôi chị ơi, em đỡ được chị rồi. Chị ơi, em không đỡ nổi nữa. Hoàng, sau này chắc cũng không còn gặp nhau nữa. Bẩm các hoàng tử và công chúa, ở đây quả là có vết ẩu đả khá mới, có vết máu chứng tỏ là có người bị thương. Có thể tam hoàng tử vẫn còn sống và đang ở quanh đây thôi. Cũng được, chúng ta chia ra làm 5 nhóm tìm kiếm tam hoàng tử. Sáng mai chúng ta tập hợp ở đây. Nếu cứ chịu khó bất tiện thêm một đêm nữa. Công chúa cẩn thận. Cứ bình tĩnh, nhìn kỹ hẳn động thủ, có thể là tam hoàng tử. Cũng có thể là bọn người tiểu quốc muốn lợi dụng cơ hội để hành thích. Công chúa Cẩm Tú xin đừng động thủ, chúng tôi muốn bàn bạc một chuyện. Đại hoàng tử và nhị hoàng tử có gì chỉ giáo? Trước nay đã nghe đồn công chúa Cẩm Tú của Đại quốc xinh đẹp, tài trí hơn người, quả thật không sai. Nhị hoàng tử quá khen. Cẩm Tú công chúa liệu có muốn tham gia cùng chúng tôi không? Tôi tin là chúng ta có thể hợp tác cùng có lợi. Hợp tác? Như thế nào? Công chúa đã biết hiện nay trong khu vực chỉ có hai nước chúng ta là mạnh nhất. Nếu chúng tôi có được liên minh với các tiểu quốc thì đại quốc các người sẽ mệt mỏi đó. Vậy hai vị hoàng tử muốn thế nào? Chúng tôi đương nhiên muốn tác hợp cuộc hôn nhân này cho nàng rồi. Chúng tôi cũng được biết nàng rất mến tam đệ của chúng tôi, nên chúng tôi đề nghị được giúp nàng trở thành em dâu của chúng tôi. Đa tạ hai vị hoàng huynh, nhưng điều kiện của hai vị là gì? Điều kiện rất đơn giản. Khi nàng lấy được tam đệ, nàng cắt một nửa đất của đại quốc làm quà hồi môn cho chúng tôi. Được, ta đồng ý.
Nàng cũng không ngủ được sao? Sáng mai người phải đi rồi, không biết có bao giờ gặp lại hay không. Dù mới biết nhau không lâu, nhưng ta cảm thấy quen nàng từ rất nhiều năm trước, một cảm giác rất thân quen. Nếu phải rời xa nàng, ta thực sự rất nhớ. Tôi cũng vậy. Nếu phải xa hoàng tử, chắc tôi sẽ rất nhớ. Nếu nàng cũng yêu mến ta, ta sẽ xin cha mẹ nàng và phụ hoàng để lấy nàng làm vợ. Không được đâu. Tôi có con rồi. Tôi lại chẳng phải là công chúa, không thể giúp hoàng tử gì trị nước hay giữ hòa bình. Hoàng tử nên quên chuyện này đi thì hơn. Ta yêu quý dưa hấu như con mình vậy. Dù chỉ mới gặp, nhưng mẹ con nàng đã làm ta thấy hạnh phúc như đã gặp và bên nhau từ lâu lắm rồi. Cả đời này ta chẳng thể yêu ai khác ngoài nàng. Kì chị, cha con nhận nhau, gia đình đoàn tụ thì không nên ngần ngại làm gì nữa. Sao có thể như vậy được? Chị và tam hoàng tử đã ăn chung quả dưa hấu và có con với nhau mà không hề hay biết. Ta đã giải thích chuyện này cho tam hoàng tử rồi. Hai người đã được sắp đặt nhân duyên từ trước. Dưa hấu chính là con của tam hoàng tử. Sao có thể vậy được? Chị và tam Diệu, ta tin vào định mệnh. Xin nàng hãy chấp nhận làm vợ ta, để chúng ta cùng nhau chăm sóc dưa hấu và thực hiện sứ mệnh của ta và nàng. Hoàng tử, lỡ như đức vua không đồng ý hoặc các nước khác mất lòng thì phải làm sao? Con sẽ bằng mọi cách bảo vệ mẹ con nàng Út. Cha con tuy là người nghiêm khắc nhưng hiểu lý lẽ. Vua cha không muốn con là người bất nghĩa bỏ rơi vợ con đâu. Chuyện này thật là kỳ lạ quá. Nếu hoàng tử đã nói như vậy thì ý của con thế nào hả? Ta thấy hoàng tử cũng thật lòng với con và dưa hấu. Cha mẹ chỉ muốn con được hạnh phúc. Nên nếu như con cũng có cảm tình với hoàng tử thì cha mẹ sẽ đồng ý. Nhưng mà nếu các công nương kia mà biết được về mẹ con chị rồi không tha cho chị thì sao? Lỡ đến lúc đó nhà vua tức giận đuổi hoàng tử về làm thứ dân, đầy hai người đi xa thì sao? Chị... Thưa cha mẹ, thực lòng con yêu quý hoàng tử, con không đành nhìn chàng chịu khổ một mình, con sẽ đi với chàng. Cảm ơn nàng, hãy tin ta sẽ bảo vệ mẹ con nàng bằng mọi giá. Cha mẹ chỉ mong hai con sống tốt, hòa thuận với nhau là được rồi, đừng lo cho cha mẹ. Xin tạ ơn cha mẹ đã cứu con và chăm sóc cho mẹ con nàng Út. Khi mọi chuyện xong xuôi, con hứa sẽ đón cha mẹ vào cung để phụng dưỡng. Trong cung nhiều phép tắc, con phải cố gắng thích nghi. Nhưng nếu không được thì cứ về với cha mẹ nghe con. Dạ. Nàng đang lo lắng chuyện tới công chúa sao? Ta nhất định không phụ nàng mà lấy họ đâu. Không phải, nếu như hòa bình của đất nước, em sẽ về quê để chẳng lấy người khác. Em chỉ sợ vì mẹ con em mà đức vua trách phạt chàng. Nàng yên tâm, ta yêu cả hai mẹ con, ta sẽ dùng cả tính mạng để bảo vệ cả hai. Nếu như cha có phạt thì chúng ta về làm thường dân như cha mẹ nàng, cùng nuôi dạy dưa hấu có được không? Tam hoàng tử, người đây rồi. Cần gì? Ngươi đi tìm ta đó sao? Đúng vậy, nhà vua rất lo cho người. Người có sao không vậy? Tam đệ, đệ đây rồi. Hoàng huynh, các huynh cũng đi tìm đệ hả? Ủa, tam đệ, đệ đang bế con của ai vậy? Đây là con của đệ. Còn đây là thê tử của đệ. Cái gì? Tâu bệ hạ,
Đây quả thật là một sự sỉ nhục cho các tiểu quốc của chúng thần. Đúng vậy, chúng thần là thân gái dạng dặm đến đây xin cầu thân, mà bây giờ lại thành trò cười cho khắp thiên hạ. Tam hoàng tử bị thích khách bắt đi, thật là bi ai. Hóa ra là đi tìm vợ và con về cung. Bẩm bệ hạ, nếu ngài không có câu trả lời thích đáng, làm hài lòng chúng tôi, thì xin nói chuyện cùng ngài trên chiến trường. Tam hoàng tử, con nói sao vậy? Ở đâu mà lại có đứa bé và cô gái kỳ lạ như vậy? Tự nhận là vợ con của con chứ. Tôn bệ hạ, một năm trước con đã tới vườn dưa của nhà nàng Út và có con với cô ấy. Hôm trước khi bị thích khách truy sát, con được nàng Út cứu sống mới biết được sự tình. Nay xin cha cho con được kết hôn với nàng, cho cha con nhận nhau, gia đình đoàn viên. Con... Bẩm bệ hạ lượng thứ, tự nhiên đứa bé khóc, chắc nó đói. Đứa bé này thật giống Tam hoàng tử. Vậy ra đây là buổi gặp gỡ gia đình đoàn tụ sao? Đại hội nhận gia quyến sao? Đủ rồi, chúng ta không cần đứng đây dư thừa nữa. Tâu bệ hạ, chúng thần không phục và cũng không muốn nghe thêm lời giải thích nữa. Xin mời gặp lại trên chiến trường. Tâu bệ hạ, không chỉ có con với con, nàng Út còn cứu con khi bị thương trong rừng. Vậy xin phụ hoàng hãy thực hiện lời hứa cho con được lấy ân nhân của mình. Bẩm phụ hoàng, không thể được. Người chỉ hứa ban hôn cho công chúa nào cứu được tam đệ, chứ không hứa cho bất cứ cô gái nào cứu được tam đệ. Đúng vậy thưa phụ hoàng, vợ của hoàng tử dù gì cũng là con dâu hoàng gia, sao có thể bé xíu như vậy được. Tâu bệ hạ, theo như thần thấy, tình hình quý quốc đang hết sức bất lợi. Việc cô vợ từ trên trời rơi xuống này đã chọc giận các tiểu quốc, và họ sẽ liên minh đánh quý quốc trong nay mai. Đúng vậy thưa cha, theo con thì chúng ta chỉ có thể liên minh với đại quốc thì mới dẹp yên các tiểu quốc được à. Tâu bệ hạ, thần vốn ái mộ tam hoàng tử từ lâu, nên thần có thể bỏ qua việc hôm nay. Chỉ cần thần trở thành vợ duy nhất của tam hoàng tử thì đại quốc cam đoan sẽ thắt chặt giao hảo với quý quốc mãi mãi. Xin đa tạ ý tốt của công chúa, nhưng tôi xin chỉ lấy nàng Út mà thôi. Ngươi Xin bệ hạ hãy suy nghĩ về đề nghị của thần. Thần xin cáo lui. Thưa phụ hoàng, nếu tam đệ đã khăng khăng lấy cô gái này thì cô ta phải chứng tỏ cho chúng ta thấy là cô ta xứng đáng. Các ngươi đã hứa với ta thế nào? Giờ giải quyết chuyện này sao đây? Công chúa bớt giận, chúng tôi đã đấu tranh tới cùng cho nàng, chúng tôi chỉ ủng hộ nàng làm em dâu. Chúng tôi đã nói với vua cha mở cuộc thi tài của vợ các hoàng tử, nếu như chiến thắng thì cô ta mới được công nhận. Cuộc thi à? Đúng rồi. Giờ hấu ngoan ngủ đi nào. Dưa hấu chịu ngủ rồi sao chàng? Ta không ngờ chăm con nhỏ lại mệt vậy. Sao chàng không để em ru con ngủ? Nàng đã cực khổ bấy lâu nay rồi, hãy để ta tập làm cha, sau này còn giúp đỡ nàng. Cảm ơn chàng. Mấy món ăn trong này có giúp gì cho nàng không? Không, những món này quá phức tạp và xa lạ với em. Nhưng cha chàng là vua, hẳn đã ăn tất cả những món ngon vật lạ trên đời. Em không biết nên nấu gì để dự thi nữa. Tự nhiên bài trò thi thố làm gì không biết, rõ ràng là để bắt nạt chị mà. Xin lỗi nàng, vì ta mà nàng phải chịu ức hiếp như vậy. Không sao đâu, chúng ta cùng nhau cố gắng là em hạnh phúc rồi. Nàng biết không, những món ăn cầu kỳ tuy ta đã từng ăn, nhưng mà vẫn không bằng những món mà mẹ nàng đã mời ta. Thật sao? Em có ý này, hay là mình thử...
là tất cả những món ăn hàng đầu mà chàng tìm được sao? Ta thấy có nhiều món ngon mà. Ngon cái gì mà ngon? Tìm thêm đầu bếp về đây, thiếp sẽ thù mất thôi. Ai cho chàng xin mở cuộc thi ngu ngốc này vậy hả? Ây da. Nè, sao rồi? Người đâu? Vi cá đâu? Hải sâm đâu? Trứng cá tầm đâu? Những nguyên liệu tầm thường này mà cũng đem cho ta nấu à? Các ngươi muốn ta thua cuộc đúng không? Ta bảo người đi thăm dò tam hoàng tử, thế nào rồi? Bẩm nhị hoàng tử, bên đó chỉ thấy đem vào bếp rất nhiều dưa hấu, cũng không biết là làm món gì nữa. Hóa ra cũng đâu có gì đặc biệt, mấy cái món quê mà. Ê, trời ơi, hoàng tử của tôi, đức tài của ngài mất. Đưa tôi làm cho. Ây da, đức tài của tôi rồi. Ây da, đau quá. Được rồi, để ta làm cho. Đây đâu chỉ là việc nấu ăn, còn là việc ta giúp vợ ta, và ý nghĩa hơn nữa đó. Thêm một chút tình thương mến, chút ngọt ngào tình nghĩa gia đình. Mời công chúa Cẩm Tú làm giám khảo cuộc thi này cùng với ta, để kết quả cuộc thi được thuyết phục. Thần rất hân hạnh. Mời công chúa Cẩm Tú làm giám khảo cuộc thi này cùng với ta, để kết quả cuộc thi được thuyết phục. Thần rất hân hạnh. Cuộc thi tài xin được bắt đầu. Xin mời dân món ăn. Thưa phụ hoàng, đây là món nem công chả phụng do vợ của con học từ đầu bếp trứ danh nhất cả nước làm ra. Mặn quá. Thưa phụ hoàng, vợ con vốn là người thích nấu ăn, xin cũng được trổ tài món canh di cá hải sâm rong biển bổ dưỡng thanh mát. Được hơn đó, nhưng còn hơi nhạt. Thần thấy cũng ngon thưa bệ hạ. Tam hoàng tử, đây là món gì mà trông lạ quá vậy? Dạ, mời phụ hoàng ăn thử rồi con mới nói. Thanh mát, đủ vị, rất ngon. Cũng được thôi. Dám hỏi tam hoàng tử, đây là món gì? Bẩm phụ hoàng và mọi người, đây là gỏi từ vỏ dưa hấu, rất thanh mát và lạ miệng. Để dám cho mọi người ăn vỏ dưa hả? Thật quá quắc mà. Hoàng huynh, cha đâu có nói là đồ ăn phải làm từ nguyên liệu gì. Đúng đúng, ta chỉ nói các con nấu một món ngon cho ta. Món gỏi của nàng Út tuy dân giả, nhưng có hương vị của quê hương, rất ngon. Ta tuyên bố nàng Út và tam hoàng tử thắng phần thi đầu tiên. Cũng thường thôi. Công chúa không ăn nữa thì đưa cho thần, thần ăn chưa có đã. Ta đã quá xem thường con bé đó. Công chúa à, nhưng nó sẽ thua ở vòng 2 thôi. May áo bào cho nhà vua mà không được đo thì khác gì bó tay chịu trói. Ta vẫn không yên tâm. Con bé đó nhỏ như vậy, có thể lẻn đi đo nhà vua,
Người mau đưa chim ưng đi thăm dò và phá con bé đó cho ta. Đừng để nó dâng được áo lên đó. Tài huynh hết đó. Hết chuyện thi thố rồi hay sao mà lôi chuyện mấy lông bào ra đây làm chi? Vợ để làm sao mà mấy được? Vợ để cũng thi nấu ăn rồi đó thôi. Vợ ta cũng phải được trổ tài khâu giá chứ. Ai mà ngờ được cha không cho chúng ta đo thì lấy gì mà may đây? Đức vua giá lâm! Bái kiến phụ hoàng. Miễn lễ, con mời ta ra đây hóng mát, có chuyện chi đây? Dạ, con mới mua được trà ngon, nên mời cha và nhị đệ tới cùng thưởng thức. Bái kiến phụ hoàng. Hoàng Nhi, con có sao không? Dạ, phụ hoàng tha tội, con bị dấp ạ. Thì ra là vậy. Các con mời ta ra đây để tìm cách lấy số đo từ ta về cho vợ các con mai lông bào, có đúng không? Các con lớn rồi mà còn bày trò gian lận. Ai? Ai đã bày ra trò này? Lát nữa ngươi hãy đi giải quyết con bướm đó cho ta. Đây là rộng vai, đây là chiều dài, đây là cổ. À! Cái gì vậy? Cứu dây, cứu dây. Chim ưng nó đâu rồi? Cậu đuổi nó đi rồi sao? Ôi, mừng quá. Xém chút nữa thì chết rồi. Em cố công lấy số đo của nhà vua cho chị mà hỏng hết rồi. Thôi, em đừng buồn nữa. Đây là luật của cuộc thi, nên mình cần nghiêm túc chấp hành. Ngày trước, chị may đồ cho cha mẹ chị, chị cũng đâu có đo. Cứ án chừng mà cũng chính xác đó. Thật hả chị? Chị giỏi quá. Phép thuật của em có hạn, chỉ có thể giúp chị một chút vậy thôi. Thì cỡ này nè, nàng trừ đi ít nhiều thì được mà. Thiếp biết rồi, thiếp sẽ may rộng một chút để cha thoải mái. Nhanh nhanh tay lên, theo rộng chứ có phải theo dung đâu. Tháo ra theo lại. Ta nhớ là ta đo từ cổ tới chân là... Thiếp chỉ cần chàng ước chừng là có thể may được hoàn chỉnh. Chàng nói nhiều quá, thiếp biết rồi, may đồ là sở trường của thiếp mà. Cảm ơn các con và công sức các con đã may áo lông bào cho ta. Nhưng áo của đại hoàng tử quá chật. Vậy mà nói là sở trường không cần số đo, chỉ cần ước lượng. Áo của nhị hoàng tử thì lại quá rộng. Chỉ có áo bào của tam hoàng tử và nàng út là vừa đẹp, rất hợp ý ta. Đường may cũng rất khéo và kỹ lưỡng. Tốt lắm. Qua hai cuộc thi vừa qua, nàng út đều thắng cả. Hơn nữa, nàng út cũng đã tỏ rõ bản lĩnh của mình. Ta rất hài lòng khi có người con dâu này. Tâu phụ hoàng, người đừng quên về các tiểu quốc sắp tiến đánh chúng ta. Tâu phụ dương, tuy là nàng út kia có tài nấu nướng mấy giá hơn người, nhưng mà vợ của tam hoàng tử là thân phận như thế nào, ít nhất cũng phải có vẻ ngoài dễ coi, cho xứng với ngôi vị mẫu nghi thiên hạ chứ ạ. Vậy còn muốn thế nào?
xin phụ hoàng cho thi thố sắc đẹp để cho mọi người thiên hạ đều được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của các nàng. Như vậy thì mới tâm phục khẩu phục được ạ. Bẩm bệ hạ, thần cho ý kiến của nhị hoàng tử rất phải. Phụ nữ phải có công, dung, ngôn, hạnh. Này, nàng Út đã tỏ rõ tài khéo léo rồi. Nếu nàng ta có thể chinh phục được dung mạo và lời nói thì thần đây có thua cũng xin tâm phục khẩu phục. Hôm qua tát nước đầu đình, bỏ quên chiếc áo trên cành hoa sen. Em được thì cho anh xin, hay là em để làm tinh trong nhà. Hoàng tử, chàng đã gì? Nàng Út hát hay quá, tôi suýt thì ngủ quên mất. Sao chàng có vẻ không vui? Dưa hấu ngủ rồi sao? Ngủ rồi. Hôm nay con rất ngoan, ăn đúng giờ, ngủ cũng rất ngoan. Nè, em mới làm cái này để lăn lên vai rất là thoải mái, đúng không? Chàng thấy sao? Cảm ơn nàng, thoải mái lắm. Nàng không cần phải làm vậy đâu. Từ khi về với ta, nàng đã chịu nhiều vất vả, ta thấy có lỗi với nàng quá. Chàng đừng nói vậy, chúng ta đồng lòng mà. Em muốn là một người vợ chu đáo, bù lại cho chàng những thiệt thòi phải chịu khi lấy một người vợ như em. Không, nàng là người vợ tốt nhất của ta. Thời gian qua ta rất khâm phục nàng, dù có khó khăn cũng vẫn lạc quan không lùi bước. Có nàng và Dưa Hấu ở bên, ta thấy được động viên và được bình yên hẳn. Vậy bây giờ cho em biết có chuyện gì được chưa? Nghe cận vệ báo là áo bào của chúng ta đã thắng rồi mà, sao chàng lại buồn? Hai hoàng huynh của ta đòi phải thi sắc đẹp nữa. Phụ hoàng đứng trước áp lực của Cẩm Tú và triều thần cũng phải đồng ý rồi. Ta không muốn nàng bị đem đi trêu ghẹo nên buồn bực trong lòng. Thật là bắt nạt người ta quá mà. Nếu chỉ còn là hồ điệp tiên tử trên thiên đình thì chẳng có sắc đẹp nào trên thế gian này bị kịp đâu. Thật sao? Đa tạ Cẩm Tú công chúa đã gây áp lực với phụ hoàng để nói giúp cho chúng tôi. Công chúa yên tâm, chúng tôi nhất định chỉ nhận nàng làm em dâu. Chúng tôi tự tin cuộc thi sắc đẹp ngày mai không thể nào thua con bé đó được đâu. Chúng tôi hết sức giúp nàng, mong nàng hãy nhớ lời hứa với chúng tôi. Vậy thì chúng ta hãy ký giao kèo đi, giấy trắng mực đen vẫn hơn. Sao hả? Không dám ký với ta sao? Các huynh tin ta sẽ không làm trái với lời hứa của chúng ta thật sao? Được rồi, chúng tôi sẽ ký. Nhưng mà nàng phải giữ bí mật giao ước này đó. Đương nhiên. Hẹn đại tỷ ngày mai nha. Nhớ đem hết trang sức ra nha tỷ. Muội cứ yên tâm, ta sẽ không phụ lòng muội đâu. Công chúa, người thật sự sẽ cắt nửa đại quốc cho bọn tham lam bất tài đó sao? Ta đâu phải đồ ngốc. Tờ giao ước này là bằng chứng phản nghịch của bọn chúng, sẽ giúp ta loại bỏ bọn chúng sau khi kết hôn với tam hoàng tử. Vậy là chỉ còn chúng ta thống trị cả hai nước. Công chúa anh minh. Nhưng ta có linh cảm không hay vào ngày mai. Người mau đi bắt cóc nàng Út đem về đây cho ta. Sau đó bí mật trở về đại quốc, xin đem quân tấn công đến đây. Ngoại công nội kích, chúng ta thắng như trở bàn tay. Công chúa, thần chưa hiểu. Chỉ là để đề phòng thôi. Ngươi âm thầm dẫn binh đến mai phục, đợi tin của ta. Thần tuân chỉ. Nàng lại lo chuyện ngày mai sao? Dạ, em lo lắng lắm. Mai dù em thắng hay thua thì công chúa Cẩm Tú cũng sẽ kiếm cớ đánh vào nước ta. Tất cả sẽ là lỗi ở em. Sứ mệnh của chúng ta thật lớn lao. Em thấy quá sức của em và chàng. Hay là chàng chấp nhận? Ta chỉ chấp nhận làm chồng của nàng, làm cha của Dưa Hấu và bảo vệ đất nước này. Ngoài ra, ta không chấp nhận khuất phục những kẻ xấu xa ngoài kia. Chúng ta là người đứng về lẽ phải, nhất định chúng ta sẽ thắng. Nếu vậy, mẹ con em quyết đi cùng chàng. Để ta dỗ con cho. Dưa Hấu của cha, sao lại khóc rồi con?
cầu xin trời đất hiển linh. Xin cho con biết, ngày mai con phải làm thế nào đây? Cứu với! Hoàng tử, cứu em! Tôi thấy rồi, chính là con chim ưng hôm trước đã tấn công tôi. Trời ơi, nàng Út bị bắt đi rồi. Hả? Không hay rồi hoàng tử ơi. Con chim ưng đó hình như là của Cẩm Tú công chúa. Bẩm công chúa, mọi việc đã xong. Đừng trách ta. Trên đời này chỉ có Tam hoàng tử mới xứng với Cẩm Tú ta. Cũng chỉ có ta mới đem lại hòa bình thịnh vượng cho hai nước mà thôi. Người hãy lui đi, cứ theo kế hoạch mà làm. Người canh chừng chiếc hộp này. Bất cứ ai ngoài ta lại gần hoặc chui ra từ chiếc hộp đều tùy ý hạ sát. Hoàng tử, tôi không thấy nàng Út, nhưng có thấy con chim ưng đang canh giữ một cái lòng phủ khăn đỏ. Có thể chúng đang giam giữ chị tôi trong đó. Cô ta không hề ra khỏi phòng, làm sao chúng ta cứu nàng ấy ra được? Thằng đã dò hỏi biết được tên cận vệ của công chúa Cẩm Tú đã xuất cung từ đêm qua, đi đâu không rõ, vẫn chưa trở về nữa. Như vậy ta phải dụ Cẩm Tú ra ngoài. Mọi người hãy cố gắng cứu nàng Út, đưa đến đại điện để dự thi cho kịp nha. Thần tuân chỉ. Xin chào công chúa Cẩm Tú, có thể mời nàng đi dạo cùng ta một lát trước khi lên đại điện không? Chào Tam hoàng tử, thật hân hạnh được hoàng tử mời. Đương nhiên là ta đồng ý. Sắp đến giờ cuộc thi sắc đẹp diễn ra, sao hoàng tử lại có thời gian rảnh rỗi đến gặp ta vậy? Trước là ta muốn đến hỏi thăm công chúa, vì từ khi nàng đến ta vẫn chưa chào hỏi. Còn việc thứ hai là gì? Xin nàng hãy lui binh về đại quốc. Ta không thể cưới nàng được, ta chỉ lấy nàng Út thôi. Tình cảm của hai người thật đáng ngưỡng mộ. Đáng trời nhà ngươi, năm lần bảy lượt hoang thịt ta. Cái gì đây? Ta không tham vọng như nàng. Ta nghĩ nàng có những kế hoạch lớn hơn ngoài việc đi cầu thân với ta. Nếu chàng nghĩ vậy, chúng ta không còn gì để nói. Gặp nhau trên đại điện. Không biết bọn họ đã cứu được nàng Út chưa? Trời đất ơi, đẹp quá trời đẹp luôn. Cô kìa, cô kìa. Trời ơi, quá trời đẹp. Nó dễ sao vậy? Có bị gì? Trời đất ơi, trong đời luôn đó nghe. Cô kìa, cô kìa. Nàng Út! Tâu bệ hạ, quân của các tiểu quốc và quân của các đại quốc đang tiến về kinh thành của chúng ta rất đông. Cái gì? Chính là ngươi. Đúng vậy, nếu ta không có được chàng thì không ai có được hết. Hoàng tử, cẩn thận! Sao mà tiếng đàn kia hay dữ vậy nè? Trời, tôi nhớ nhà quá. Nhớ cha, nhớ mẹ quá. Tại sao lại đi sống ngược trước khác? Tôi muốn về nhà.
Là lỗi của ta. Ta đã sai rồi. Ta không nên ép buộc mọi người để thực hiện mộng bá chủ, gây thù hận lẫn chiến tranh. Ta nhớ cha ta quá. Công chúa Cẩm Tú, ta biết cô cũng chỉ vì quốc gia của mình. Ta không trách tội cô đâu. Cô biết lỗi rồi thì hãy cho lui binh, vì hòa bình ấm no của dân chúng cả hai nước. Tạ ơn bệ hạ tha thứ cho những hành động cao ngạo của thần. Thời gian qua được quý quốc đãi ngộ rất nồng hậu, thể hiện hòa khí. Thần xin hứa sẽ tâu với phụ hoàng, thắt chặt giao hảo của hai nước hơn nữa. Cảm tạ công chúa. Tâu bệ hạ, thần còn một chuyện cần tấu. Hả? Cái gì đấy? Thực ra thần lún sâu vào tham vọng thôn tính quý quốc là do hai anh trai của Tam hoàng tử đã hứa với thần sẽ cùng thần chia lại giang sơn nếu thần kết hôn với Tam hoàng tử. Cái gì? Cô nói dối, làm gì có chuyện đó. Tâu bệ hạ, thần có bằng chứng cho thấy lời của công chúa Cẩm Tú là đúng. Đại hoàng tử, nhị hoàng tử, các con giải thích sao đây hả? Dạ, dạ xin phụ hoàng tha cho chúng con. Chúng con lỡ dại tham lam. Chúng con lỡ dại tham lam thưa phụ hoàng. Các con, đây là làm phản, âm mưu hại ta, ép em trai của các con đó. Dạ, chúng con biết tội. Thưa phụ hoàng, xin cha tha thứ cho hai hoàng huynh. Con tin là họ chỉ nhất thời nghĩ không thông, dù gì cũng là người trong nhà. Xin cha hãy nể tình hai anh em trước nay cũng hiếu thảo mà nương tay. Cũng nhờ những lúc hoạn nạn, con mới tìm thấy được định mệnh của đời mình, gặp gỡ và nên duyên cùng nàng Út, trải qua muôn vàn thử thách mới có được sự yên bình, hạnh phúc như hôm nay. Được rồi, ta tuyên bố nàng Út vừa có tài, vừa có đức, không quản gian khổ và thử thách, chứng tỏ mình xứng đáng với Tam hoàng tử. Ta phong cho Tam hoàng tử làm thái tử, sẽ là người kế vị ta, còn nàng Út làm thái tử phi. Còn đối với đại hoàng tử và nhị hoàng tử, ta phế làm thứ dân, đi khỏi kinh thành, không bao giờ được tham gia triều chính nữa. Tạ ơn phụ hoàng. Thế là quân giặc của các nước chư hầu rút binh, các anh trai của hoàng tử phải rời khỏi kinh thành, còn gia đình hoàng tử và nàng Út sống hạnh phúc bên nhau, hưởng cảnh thái bình cùng đất nước. Ngày xưa, thời nhà Trần, ở Tống Sơn thuộc tỉnh Thanh Hóa ngày nay, có chàng thanh niên tên Từ Thức. Tuy còn trẻ tuổi nhưng văn tài xuất chúng, nho nhã, cương trực, nổi tiếng một vùng. Ai nấy đều kỳ vọng chàng sẽ trở thành trạng nguyên tương lai. Không khí ban đêm thật là mát mẻ. Hương thơm thật là dễ chịu. Sao bỗng nhiên lại buồn ngủ thế này? Lưu Liên, anh ta đã đi chưa chị? Người đâu ngắm nhìn tất cả những bông hoa xinh đẹp mà mình đã làm phép này.
rồi sẽ có dịp thôi mà. Đình ngắm cảnh cũng ở gần đây, chúng ta sẽ đến đó trước. Từ Thức huynh quả là tinh thông nhạc khí, văn thơ chúng tôi không sánh bằng đã đành. Ngay cả tài năng huynh cũng vượt xa chúng tôi. Các huynh nói quá rồi. Tôi chỉ có biết qua gảy một khúc lên cho mọi người tán chuyện, chứ không phải ý khoe khoang đâu. Huynh không cần phải khiêm tốn đâu. Tài học của huynh trước nay có tiếng khắp cả xứ này. Chúng tôi đều mong huynh sẽ chiếm bảng vàng, thành trạng nguyên vinh quy bái tổ, rạng danh xứ Tống Sơn ta. Kỳ vọng của các huynh cũng giống như là cha mẹ của ta vậy, và những người khác nữa. Nhưng huynh thì không thích thành trạng, làm quan có phải không? Quả đúng là vậy. Nghe thơ của huynh á, là tôi đoán biết là huynh thích ngao du đó đây. Vui về thú điền viên thủy mặc, chứ không có theo đuổi công danh ở đời. Nhưng có ai mà qua được dòng danh lợi kia chứ? Trừ phi á, là có một bóng hồng lưu luyến trong tim. Đó, cành hoa nào cũng có thể khiến ta dương vấn không rời. Ơi kìa, sao vậy? Đâu phải hoa nào đẹp cũng nên hái. Huynh nói phải. Huynh quả là người có lòng yêu cái đẹp. Chúng ta đi thôi, tôi mời các huynh ăn trưa. Làm sao xuất hiện ở những nơi tầm thường thế này? Nè, chị xem, họ uống khay trông đẹp quá, trông như ở tiên. Chúng ta không đủ thời gian đâu, mau đi thôi. Từ Thức, huynh xem kìa, là một gian hàng thư pháp. Có chừng. Hàng của tôi. Trời ơi, tranh của tôi. Người đi đứng làm sao vậy hả? Ôi, hàng của tôi. Ngày đời cho tôi đi. Tất cả là tại tên này. Phóng ra trước cửa của ta, bảo hắn ta đi mà đền, còn phải đền cho ta nữa. Sao lại vậy được? Người phóng ngựa trong đường đông như thế này mà đúng hay sao? Ngươi có biết ta là ai không hả? Ta không cần biết ngươi là ai. Ngươi nói vậy? Ngươi là con cháu nhà ai thì cũng không có quyền đổ tội cho người khác. Nói nghe xem, ngươi dám nói ta đổ tội cho hắn à? Ngươi phóng ngựa giữa chợ đông mà không phải trong trường hợp nguy hiểm đến tính mạng hay quân tình khẩn cấp chính là một tội. Ngươi đạp đổ hàng quán của người ta đang buôn bán là tội thứ hai. Còn không mau xin lỗi, đành bù cho người ta. Ngươi dám kết tội ta sao? Ta là cháu ruột của tể tướng đương triều. Ngươi... Đại gia, tên này nhìn thần thái không phải tay vừa. Có khi nào hắn là quan không? Ngươi điên sao? Có ai mà không biết ta là cháu tể tướng? Nhưng lỡ hắn là con cháu nhà vua hoặc là quan không sai, chứ sao hắn mạnh miệng như vậy? Có tới 10 nhân chứng quanh đây thấy ngươi thúc ngựa giữa đường, đổ hết cả hàng quán của họ. Chẳng lẽ một mình thư sinh này làm được sao? Chẳng lẽ ngươi dùng quyền uy đe dọa tất cả mọi người sao? Trời ơi, đổ hết đồ của tôi rồi. Ghê vậy đó. Còn đánh nhanh lòng lại coi. Ngày đền cho tôi đi. Đền đi, bể hết rồi. Các ngươi được lắm. Ngươi đâu? Các ngươi nhớ lấy. Đại gia, chờ tôi. Vũ Đình huynh có sao không? Tôi không sao. Nhưng sao huynh liều vậy? Tên bá này là cháu ruột tể tướng, nổi tiếng hống hách, không ai dám gây chuyện với hắn đâu. Cũng phải có người hù hắn một phen chứ. Những kẻ cậy thế với hắn thì chỉ giỏi nói thôi, chứ không biết làm cái gì đâu. Chắc chỉ có ngài mới dám làm thế với hắn. Giá mà triều đình cũng có nhiều quan chức mạnh mẽ như ngài thì dân chúng tôi đã khiếp sợ tên bá đó làm gì. Nói vậy là tên bá đó thường xuyên gây rắc rối ở đây sao? Cũng thỉnh thoảng, vì hắn chỉ thích sưu tập những cây cối lạ kỳ,
nên thường đến những nhà vườn để cướp những cây cối hoặc hoa quý hiếm của người ta. Xem nè, mấy bức thư pháp này đã bị rách nát hết rồi, làm sao mà bán được? Thì lấy tiền bồi thường về mua giấy viết lại chứ sao. Coi như hôm nay bán lỗ, không được gì. Bức này mới bị lem và có một vết móng ngựa thôi. Chắc cũng phải bỏ thôi, để lại cũng chẳng ai mua đâu. À, khoan đã, huynh có bút và mực ở đây không? Nếu như huynh cho phép thì tôi xin được chữa lại để giúp huynh giữ lại bức tranh này. Vâng vâng, vậy thì tốt quá, xin mời ngài. Đẹp quá, đẹp quá vậy, cái cuốn đẹp quá, thiệt là tài tử mà anh ta có thể tài đẹp đến như vậy sao? Đẹp quá hả? Vẽ xong đẹp thiệt, như là vẽ chút một lai tiên cảnh vậy. Đúng rồi đó, tôi có thể thấy mây thấy khói bay luôn đó. Tôi muốn mua bức tranh này. Tôi nữa, tôi cũng muốn mua nữa. Để tôi để tôi mua đi. Ôi, ngài quả là một nhân tài xuất chúng, lại còn tốt bụng. Tôi mang ơn ngài không hết, xin đa tạ. Thế nào, vẫn nghĩ về chuyện lên kinh ứng thí sao? Cha, quan trường đối với con là quá phức tạp. Không lẽ ai đọc sách thánh hiền cũng phải làm quan hay sao? Không ai thoát khỏi dòng sấy đó sao? Đúng là không bắt buộc, nhưng con đã nghĩ tới việc tương lai sẽ làm gì chưa? Con chưa biết. Con muốn đi đây đi đó, học hỏi thêm và khám phá thế giới rộng lớn này. Cha không ngăn cản con, nhưng qua việc hôm nay ở huyện bên thì con thấy rồi đó, quan trường cần những người tốt như con, dân chúng cần những người tài đức như con. Nhưng cũng đâu làm được gì hả cha? Bọn ác bá vẫn cày quyền chèn ép dân lành mà. Có lẽ như vậy, nhưng con có nghĩ nếu hôm nay con không có mặt ở đó thì người bán thư pháp sẽ khốn đốn như thế nào không? Những cố gắng của ta có thể nhỏ bé, nhưng nếu giúp được phần nào thì sao ta lại không làm chứ? Vậy sao cha lại từ quan sớm như vậy? Vì cha thấy cũng đã đủ rồi. Cha muốn làm gương cho các con lớn lên là người chính trực và giản dị. Còn nếu tham danh lợi trong quan trường thì cha không thể dạy các con được. Con không nhất thiết phải nối nghiệp ta làm quan. Chỉ cần con đem tài năng ra giúp đời, sống với lương tâm ngay thẳng thì đã không hổ làm nam nhi giữa trời đất này. Đem tài ra giúp đời ư? Có thật ta làm được không? Cuối cùng con cũng nghĩ thông suốt rồi. Cố gắng giành giải Khôi Nguyên, làm rạng danh dòng họ nha con. Mẹ con nói vậy thôi, đừng áp lực quá. Chỉ cần con kiên định đi theo con đường mình đã chọn là được rồi. Em ở nhà ngoan nha, anh sẽ về sớm thôi. Anh hai đem về cho em một bông hoa đẹp được không? Đương nhiên là được. Một bông hoa kinh thành quý hiếm nhất. Con xin từ biệt cha mẹ ở đây, xin cha mẹ giữ gìn sức khỏe. Từ Thức. Vũ Định huynh. Có thế chứ, ta thật mong huynh sẽ đến thi, chứ ta không thấy ai xứng danh Trạng Nguyên hơn cả. Huynh lại nói vậy nữa rồi. Thi cử là để mọi người cùng nhau đem tài ra giúp nước, chứ đâu phải là để hơn thua nhau đâu. Được được, huynh nói đúng. Tuy vậy á, cũng đã được gần một tháng rồi, sao chưa có kết quả hả? Có kết quả thi rồi, mau đi xem đi. Huynh thấy tên mình chưa? Huynh đậu rồi, đậu rồi. Trạng Nguyên đây rồi, Trạng Nguyên đây rồi. Đa tạ. Quán trọ tôi xin gửi một vài món ăn để chúc mừng Trạng Nguyên tân khoa. Các anh tốt bụng quá, tôi không dám nhận đâu. Xin ngài cứ nhận cho. Chúng tôi thật vinh dự khi có ngài đến trọ ở đây. Từ Thức huynh, huynh nhận đi. Lòng thành của người ta mà. Đa tạ chủ quán.
hân hạnh cho chúng tôi mà. Chúc hai ngày ngon miệng. Huynh, đây là phép xã giao thông thường thôi. Huynh làm quen từ từ đi. Ta vừa nhờ người gửi tin về cho gia đình của chúng ta biết là ta đã đậu rồi. Còn huynh đã sắm sửa lễ vật xong chưa? Hả? Lễ vật gì? Thì lễ vật ra mắt tể tướng chứ gì. Không phải chúng ta sẽ ra mắt nhà vua trước sao? Chúng ta phải ra mắt tể tướng trước. Được lòng tể tướng thì sự nghiệp quan trường của chúng ta mới dễ sống. Tưởng đậu trạng đã là xong rồi chứ. Huynh đừng có lo. Ta đậu thám qua cùng với huynh nên chúng ta sẽ cùng vào bái kiến tể tướng. Ông ta là trụ cột quốc gia, nên lễ phép thì lễ phép, nên nhường nhịn thì nhường nhịn đi. Nhưng mà ta không quen những việc định bợ như vậy. Huynh đừng có nặng nề như thế. Nhập gia thì tùy tục thôi. Cũng giống như là lúc nãy, chủ quán biết huynh là Trạng Nguyên nên biếu huynh một ít đồ ăn. Thì bây giờ huynh cũng đến chào, ra mắt tể tướng, coi như là biết phép tắc. Ta đã hiểu rồi. Ngày mai ta sẽ đi cùng với huynh. Chú à, đây là cây phong lá đỏ mang từ phía đông bắc về đây. Chú xem, người ta giảm độ cao và tăng độ rộng của tán lá, trông như là cây phong thu nhỏ vậy. Quá là tuyệt tác. Thế nào, hôm nay tự nhiên lại đem quà quý cho ta, có việc gì sao? Chú... Nói thẳng ra đi. Ta rành ngươi quá mà. Chú à, số là tên hàng xóm nhà cháu có mảnh vườn rất đẹp. Bẩm ngài, có Tân Khoa Trạng Nguyên và thám qua đến xin bái kiến ạ. Bọn trẻ ngày nay thật là hiểu chuyện. Ngươi hãy lui vào trong đi, đợi ta tiếp khách xong đã. Dạ chú. Chúng tôi là Từ Thức và Vũ Định, xin ra mắt tể tướng đại nhân. Thì ra là Tân Khoa Trạng Nguyên và Tân Khoa Thám Qua. Ta thật là vinh hạnh. Mời ngồi, mời ngồi. Đa tạ tể tướng đại nhân. Trong hai người, ai là Tân Khoa Trạng Nguyên? Bẩm tể tướng, tiểu sinh là Từ Thức ạ. Còn tiểu sinh là Vũ Định, đã đỗ thám qua năm nay ạ. Quả là tuổi trẻ tài cao. Nhà vua đích thân chấm bài và rất ưng ý. Đa tạ tể tướng quá khen. Hôm nay chúng tiểu sinh đến trước là ra mắt tể tướng đại nhân, sau là xin tặng ngài một ít quà để tỏ lòng hiếu kính. Các ngươi cũng hiểu chuyện quá đó. Nhưng mà ta là tể tướng đương triều, các ngươi chỉ tặng một chút lễ mọn thế này, liệu có phải thiếu chút thành ý không? Vâng, đương nhiên là một chút quà này không tương xứng với tể tướng đại nhân. Nhưng xin ngài hiểu cho, chúng tôi chỉ là thư sinh nghèo, lên kinh thành xa xôi dự thi, đã tiêu hết tiền. Này may mắn đậu bảng vàng, xin tể tướng sau này dìu dắt chỉ dẫn thêm. Chúng tiểu sinh sẽ xin tặng thêm 1/3 lễ vật sau khi được nhà vua ban thưởng. Các ngươi thật là hiểu chuyện, giỏi lắm, xứng đáng là bán vàng Tân Khoa. Đa tạ tể tướng. Là hắn. Tên tể tướng chuyên nhận hối lộ, ai cũng giống như hắn ta, thảo nào dân chúng cứ kêu ca. Huynh bớt giận đi, quan trường là như vậy. Nhưng mà chúng ta không phải như vậy, sao cứ phải a vua theo hắn chứ? Không phải chúng ta nịnh bợ hắn, nhưng thêm bạn thì bớt thù là chuyện tốt. Ít ra hắn sẽ không gây khó dễ cho chúng ta. Sao chúng ta phải sợ ông ta gây khó dễ? Cùng lắm thì chức Trạng Nguyên này ta không làm nữa. Huynh đừng có nói linh tinh mà vạ miệng. Ông ta là tể tướng, dưới một người, trên vạn người. Nếu mà ông ta ghét mình á thì mất chức là nhẹ, ngộ nhỡ mất mạng hay là liên lụy gia đình á thì phải làm sao? Huynh nói phải lắm, vậy mà ta không nghĩ ra. Thôi, vào đây mua một cây hoa về cho em gái của huynh đi. Không phải huynh nói là em của huynh muốn một cây hoa đẹp hay sao? Cây này giá bao nhiêu? Ngài thật tin tường. Cây mai chiếu thủy này tuy nhỏ nhưng đẹp đẽ vô cùng. Tương lai hứa hẹn sẽ ra dáng đẹp và nhiều hoa lắm. Tôi lấy giá 5 quan thôi. Được rồi, tôi mua. Khoan đã,
Cái cây đó là của ta. Cái cây đó là của ta. Sao? Thế nào? Thưa ngài, ngươi biết ta là ai đúng không? Dạ, dạ. Nếu như ngươi thích cây này thì ta có thể lấy cây khác. Cây nào mà Trạng Nguyên đây muốn lấy, ta sẽ lấy cây đó. Ý ngươi thế nào? Ta muốn xin vía của Trạng Nguyên đây thôi. Giả lại, chú của ta là tể tướng, Trạng Nguyên không thể nể mặt chút nào sao? Đi, chúng ta đi hàng khác mua thôi. Chỉ cần ta nói một tiếng thì tất cả hàng quán ở đây đều không bán cho ngươi đâu. Hãy xin lỗi ta đi. Sao? Ngươi nghe rồi đó. Ta đã nhận ra hai ngươi ở chợ lần trước dám ngán đường ta, lại còn bắt ta đền cho bọn dân đen nữa. Lúc đó các ngươi chỉ là bọn thư sinh vô danh tiểu tốt thôi. Nhưng nay ngươi vừa đến phủ tể tướng mà lại dám sức láo với ta sao? Ngươi chỉ cậy thế chú mình mà ra oai thôi. Công tử, chúng tôi đã thất lễ, thật sự trước đây không biết ngài, xin công tử bỏ qua cho. Chúng tôi không mua nữa, cảm ơn ạ. Đem cái cây về cho ta. Đại gia, đại gia, còn tiền. Ngươi dám đòi tiền ta sao? Đại gia, tôi... Đập hết cây cảnh ở đây cho ta. Ngươi nghĩ ngươi là ai hả? Xin ngài, cần dũng lý của tôi. Dũng lý của tôi. Ngươi còn ở đây là nhờ ta chưa đuổi ngươi đi thôi. Chú có sao không? Bao nhiêu vốn liếng của tôi. Xin lỗi chú, tất cả là do tôi. Huynh đã thấy chưa, nếu quan trường là thế này thì tôi không cần làm nữa. Huynh đừng có làm càn. Chúng ta đã đi đến đây rồi thì phải thích nghi với hoàn cảnh. Đi ngược lại thì khiến cho huynh và những người khác gặp nguy hiểm thôi. Chẳng lẽ chúng ta không thể làm gì sao? Mùi hương này. Những cây này vẫn còn chút sức sống. Ông có chậu khác không? Thùng gỗ hay chén bát cũng được. Dân dân, cô là... Tôi chỉ là người qua đường thôi, thấy chuyện bất bình nên cũng muốn giúp đỡ thôi mà. Những cây này bị giẫm đạp nặng quá. Cây nào còn gốc thì có thể tỉa lại một chút mà sống được. Những cây đã gãy thì phải bỏ thôi. Nhưng mà cứu được một chút còn hơn là mất hết. Vì con người đấu đá nhau mà hại đến cây cỏ vô tội. Thôi, còn được cây nào hay cây đó vậy? Đành mất thêm một thời gian nữa để gỡ lại chứ sao? Tôi chỉ còn ngần này tiền thôi, xin gửi chú để làm vốn. À, không không, tôi không nhận, ngài không cần làm vậy đâu. Xin chú hãy cầm đi, vì việc này cũng có phần lỗi của tôi mà. Cháu cũng xin góp một ít giúp chú. Không không. Nếu vậy, xin chú hãy nhận tiền, xem như là cháu đã mua cây này vậy. Nhưng cây đó đã chết rồi, cậu đem về làm gì nữa? Cháu sẽ mua nó, chú cứ nhận tiền đi. Đa tạ các ngài. Giá mà quan nào cũng được như các ngài á, thì dân chúng tôi đỡ khổ lắm. Này công tử ơi, tôi biết chút ít về cây cảnh, thấy công tử có lòng thương người, tiếc cây, tôi xin mách cho cách để cứu cây này. Dạ, xin cô nương chỉ giáo. Công tử đem cây về khéo léo dời cả bộ rễ sang bát sứ này, rồi cắt hết những chỗ bị gãy đi. Xin cố gắng tưới nước mỗi ngày trong 3 tuần sẽ có kết quả. Thật sao? Thật mà. Nhưng khi cây lớn hơn và khỏe hơn thì công tử hãy đánh ra chậu khác cho rộng rãi. Còn bát sứ này thì đập vụn ra làm phân bón cho cây. Đa tạ cô nương. Cái bát này trông lạ quá, nước men và cách làm tinh xảo, hình như là không phải được làm ở nước ta. Ủa, hả? Đâu rồi? Mới đây mà đã mất hút rồi sao? Kỳ lạ thật. Chú xem, chúng coi thường cháu cũng là coi thường chú đó. Sao ta lại có đứa cháu ăn hại như người chứ? Chú à, bọn chúng nói cũng đúng, ngươi đúng là bất tài vô dụng. Ngươi làm quan to rồi trừng trị chúng có phải hơn không? Tối ngày đi giữa hơi ta,
Mà thôi, ai bảo cha ngươi là anh ruột của ta làm gì? Chú biết cháu chỉ thích đi chơi, chẳng thích học hành mà. Chữ với nghĩa chỉ tổ mệt ốc, làm sao cháu làm quan được? Được rồi, đủ rồi. Dù sao ta cũng phải lưu ý cái tên Từ Thức này. Lúc sáng thấy thái độ của hắn không ngoan ngoãn một chút nào, không phải như tên Vũ Định kia. Chú nói vậy là sao? Chú không định trả đũa chúng hả? Dối vàng làm cái gì? Kiến còn ở trong chén, có bò đi đâu? Bọn cương trực như Từ Thức thì sớm muộn gì cũng gây bất lợi cho ta. Cần phải dè chừng. Bộ chú sợ hắn sao? Đời làm quan của ta từng bẻ gãy nhiều kẻ còn cứng hơn như vậy nữa kìa. Cứ chờ mà xem. Dạ, mời đại nhân dùng trà. Mùi thơm dễ chịu quá. Hôm nay đại nhân vất vả rồi. Ngươi cũng biết nịnh đó. Đại nhân, tôi không dám đâu. Ngài thực sự là một vị quan tốt mà. Từ ngày ngài nhậm chức ở huyện này, mọi sổ sách đều rõ ràng, các vụ án cũng giảm nhiều, ai nấy đều yêu quý ngài. Thôi được rồi, được rồi. Nếu lính tráng các ngươi á thấy còn ít việc thì để ta giao thêm cho việc các đêm nha. Đại nhân lại đùa tôi. Nhưng đại nhân à, thỉnh thoảng ngài cũng nên đi ra ngoài nghỉ ngơi một chút. Phải rồi, ngươi nói ta mới nghĩ ra, có lẽ ta phải đi thăm dân tình một bữa. Dạ, để tôi chuẩn bị võng cho ngài. Không cần đâu, không cần đâu. Ta sẽ cải trang thành thường dân mới tìm hiểu được mọi người đang sống ra sao chứ. Vậy nên ta sẽ đi một mình, không cần phải chuẩn bị gì hết. Kìa đại nhân, ít nhất ngài cũng cho tôi theo hầu chứ. Em đó, ở trần gian một năm rồi mà vẫn vậy, không thay đổi tí gì. Mau đứng dậy nào. Kiệt kỵ, ở đây đâu có con người nào lai giảng giờ này. Em chỉ muốn vui với các bạn đêm đến một chút thôi. Các người mau lên, qua đây tìm đi, nhanh lên. Mau đi thôi. Mấy người chậm chạp quá. Thưa đại gia, mọi người khiêng theo mấy cây quý nên đi hơi lâu ạ. Cẩn thận đó, cây nào mà say sát thì ta sẽ phạt tất cả các ngươi. Ta đã lùng khắp rừng mà chỉ mới được chục cây đẹp, vậy thì còn gì là lễ hội hoa. Nhưng thưa đại gia, khắp đất nước này có ai dám đua với ngài về cây cảnh cơ chứ. Sẽ không ai nhiều hoa hơn ngài đâu. Ngươi thì biết cái gì? Dương gia đã đem đến một cây tùng cổ thụ, chẳng lẽ ta thua hắn sao? Nhưng mà hoa quý đâu có một dải cho ngài hái đâu. Ai nói ngươi là không có? Đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh. Bụi hoa mẫu đơn này quả là hoàn hảo. Người đâu, đào cây này lên đem về vườn cho ta. Bẩm đại gia, cây này không nhổ gốc lên được. Như vậy là sao? Một bụi cây cỏn con mà các ngươi cũng không làm được gì à? Đại gia, bụi cây này nhỏ nhưng không làm sao mà kéo lên được. Hay là yêu tinh? Dớ dẫn, làm gì có chuyện đó. Mẫu đơn kia, hôm nay nếu ta không nhổ được ngươi lên thì ta sẽ đốt trụi nhà ngươi. Đừng hòng có ai khác thấy được ngươi nữa. Các ngươi coi, quỷ thần cũng phải sợ oai của ta. Còn chờ cái gì nữa, mau khiêng về. Lưu Ly bị bắt mất rồi. Lưu Ly bình tĩnh đi, chị sẽ làm mọi cách để cứu em. Lâu rồi không ra ngoài mới thấy quang cảnh tự nhiên vẫn là đẹp nhất, giúp con người thư giãn. Trời, ông có sao không? Dạ xin lỗi cậu, tôi vội đi cho kịp, không có nhìn thấy cậu. Xin hỏi ông đi đâu mà vội vàng vậy? Ông cũng đã cao tuổi rồi, không nên đi nhanh quá như vậy đâu. Ông ơi, khoan đã, chân của ông bị thương hay sao? Để cháu coi.
Xin cậu để tôi đi cho nhanh, nếu không kịp tới đó sẽ bị trách phạt đó. Hả? Ông nói sao? Tôi là thợ làm giường ở làng này, cháu của tể tướng là ba đại nhân mở cuộc thi bách hoa. Rất nhiều người đem hoa kiển độc lạ tới dự. Ba đại nhân cho gọi tôi tới chăm cho cây mẫu đơn mới. Nếu tôi không nhanh chân lên thì cả nhà tôi sẽ bị bắt giam mất. Ở đâu lại có chuyện vô lý như vậy được? Ba đại nhân là cháu tể tướng, muốn làm gì mà không được. Quan huyện còn chẳng dám làm gì ổng. Thôi thôi, cậu để cho tôi đi. Lại là tên bá đó. Hắn ỷ quyền của tể tướng đi gây họa khắp nơi. Lễ hội bách hoa sao? Ta phải đến đó xem thế nào. Wow, đẹp thiệt quá. Đẹp quá. Bà đẹp quá. Đẹp quá luôn. Nhìn kìa, nhìn kìa. Trời ơi, đâu mà đẹp quá chừng luôn vậy. Đẹp quá. Đẹp quá là hoa nữa. Đẹp quá. Hoa đẹp mà còn người đẹp. Thật không uổng phí công chúng ta đến đây xem. Đúng rồi. Bá đại gia đến rồi. Hình như còn đem theo một cây tùng cực kỳ quý hiếm đến nữa. Sao? Sao? Thôi, có thể khốn. Thiệt mà. Thiệt mà. Đi xem, đi xem. Đi. Mau tập trung hết nguyên khí của muội vào bông hoa. Ta sẽ đưa muội đi. Bắt quả tang cô dám bẻ trộm hoa của ba đại gia nha. Nè, bắt được cô rồi. Hãy đứng đây cho ba đại nhân tính tội. Không được, tôi rất cần bông hoa này. Ông không hiểu đâu. Nếu bông hoa này mà bị làm sao thì tôi cũng sống không yên với ba đại gia. Cô phải theo tôi đi nhận tội với ba đại gia. Xin ông, hãy tha cho tôi, rồi tôi sẽ đền ơn ông. Dừng tay! Là anh sao? Là cậu. Có chuyện gì vậy? Xin hãy cứu tôi. Cô gái này bẻ hoa mẫu đơn mà ba đại gia quý nhất. Ông ta đã kêu tôi đặc biệt chăm sóc và canh giữ hoa này. Nếu có việc gì xảy ra với cây hoa thì cả tôi và gia đình cũng không sống nổi. Nè, cô phải đi với tôi. Nè, khoan đã. Sao ông không nghe cô gái này giải thích một lời? Cô gái à, sao cô lại bẻ hoa của người ta? Dù sao đó cũng không phải là hoa của cô mà. Lại ở chỗ đông người như vậy, cô có giải thích gì không? Tôi thật sự rất cần bông hoa này để cứu người đó. Xin hãy thả tôi đi. Nếu sự việc nghiêm trọng như vậy thì cô nên kể cho rõ. Biết đâu tôi có thể giúp được cô. Nói ra các người cũng không hiểu đâu. Không được, cô phải tới nhận tội với ba đại gia. Ta không để cho cô đi đâu. Thôi được rồi, ông hãy cầm lấy áo khoác này của cháu và tha cho cô gái này đi. Hả? Cầm áo khoác của cậu làm gì chứ? Áo khoác này là do tể tướng ban tặng lúc còn ở kinh thành. Ông cứ nói tên Từ Thức thì bá đại gia sẽ nhớ thôi. Hãy tin tôi, ông cứ nói vậy với bá, hắn sẽ tha cho ông. Ông hãy cầm tiền này về nhà rồi lấy thuốc đắp vào chân đi. Nè cô nương ơi, tôi phải tìm nước cho hoa gấp, không thì hoa héo mất. Tôi hiểu, nhưng cô có thể vừa đi vừa nói rõ đầu đuôi cho tôi nghe được không? Ơn cứu mạng của chàng hôm nay tôi thật sự rất cảm kích, nhưng chuyện cấp bách không thể một lời nói hết, cũng không thể đền ơn chàng. Xin chàng thứ lỗi. Cô làm như vậy khiến ta càng thêm băn khoăn. Nhà tôi ở Tống Sơn, nếu sau này có dịp mời chàng ghé thăm cho tôi được hậu tạ ơn này. Quê nhà của tôi cũng ở Tống Sơn. Nhà cô ở chỗ nào của Tống Sơn? Tôi cũng muốn cảm ơn cô về. Quái lạ, cô ta chạy đằng nào mà nhanh vậy? Mình còn chưa kịp hỏi tên nữa. Lại là tên Từ Thức đó. Các ngươi là một lũ ăn hại, đứng canh làm sao mà để qua thì gãy, thủ phạm thì đi mất. Các ngươi làm ta thua tên Dương gia đó rồi thấy chưa? Thấy hắn đắc ý không hả? Chỉ là em họ nhà vua thôi mà lên mặt với ai chứ hả? Đại gia bớt giận, dù sao tên Từ Thức cũng để áo lại, chúng ta gọi hắn lên để bồi thường. Ngươi thì biết cái gì? Hắn gửi lại áo của tể tướng tặng hắn, ý nói ta phải nhượng bộ nể mặt tể tướng. Hắn thách thức ta đi mà. Vậy chúng ta phải làm sao? Còn làm sao nữa? Lên gặp tể tướng chứ sao?
Bẩm đại gia, còn tên này có mỗi chuyện canh cây hoa mà cũng không xong. Nhưng thôi, lão cũng túm được áo của hắn, ta sẽ không tính tội. Đa tạ đại gia. Nhưng việc hôm nay lão không được hé răng cho ai biết. Còn nữa, lão làm việc không xong thì ta không trả lão xu nào đâu. Biến đi. Tôi biết rồi đại gia, tôi sẽ không nói với ai hết. Nào Lưu Ly, em cố gắng lên. Em có sao không? Em mệt quá chị ơi. Em dùng nhiều sức để thu thân vào bông hoa quá đó. Chúng ta phải trở về nhà ngay. Em đi nổi không? Chị sẽ giúp em. Các bạn, hãy giúp chúng tôi một chút. Đại nhân, xin hãy khoác áo vào kẻo lạnh. Cảm ơn, nhưng ta không thấy lạnh. Hôm nay ta đã thấy lòng người còn lạnh hơn cả gió nữa. Dạ. Tên bá chỉ vì một cây hoa quý, vì hơn thua với Dương gia mà bắt tội dân đen, bất chấp luật lệ, không có ai ra gì cả. Ê chết, xin ngài đừng nói vậy. Tên bá nổi tiếng khắp vùng, ai ai cũng biết hắn là cháu của tể tướng. Những việc hắn làm ai ai cũng ghét, nhưng quan trên còn phải nể mặt hắn, không ai dám đứng ra chống lại. Ngài cẩn thận còn giữ chức. Giữ chức mà làm gì? Làm quan là để giữ bình yên và kỷ cương cho xã hội, chủ trì công bằng cho dân chúng. Không làm được điều đó thì ta làm quan có nghĩa gì? Ngài là quan tốt ai cũng biết, thà là còn một ông quan tốt còn hơn với toàn quan xấu. Một ông quan tốt mà bất lực thì có khác gì quan xấu đâu. Tôi chẳng hiểu chữ nghĩa, đương nhiên nói không lại ngài. Nhưng ngài hiểu cho, ngoài tên bá ra, dân đen còn nhiều tên ác bá khác nhỏ hơn cần có ngài ra tay trừng trị. Chú thấy mảnh đất này làm sao? Tốt lắm, đất đai màu mỡ. Đất này là của ai? Chú thật là tinh ý. Mảnh đất này là của hàng xóm, nhưng nó thật sự hoàn hảo, vừa vuông vức vừa rộng rãi màu mỡ. Người muốn xin gì cứ nói đi. Kìa chú, mảnh đất này cháu muốn mua cho chú. Thật mà, cháu định mua cho chú dưỡng già, xây nhà có sân vườn cho chú. Mảnh đất này có thể mở rộng thêm nữa. Có chuyện tốt lành vậy sao? Chủ đất là một lão già cứng đầu, vẫn chưa chịu bán cho cháu. Hắn đang kiện lên quan rồi ạ. Cái gì? Kìa chú, tên quan nào mà chẳng nằm trong tay chú. Ngươi lỏng hành quá rồi đó. Dạ bẩm quan, xin đa tạ ngài đã giúp cho tôi. Nhưng tên bá chẳng phải dạng vừa, tôi sợ đất tôi không giữ được mà ngài cũng không bảo toàn được. Tên bá đó đã dựa hơi tệ tướng hoành hành bấy lâu nay rồi, cũng nhờ có ông mà tôi nắm được nhiều chứng cứ về hắn ta, lại được bà con đồng loạt thưa kiện hắn. Chắc chắn chúng ta sẽ có lợi thế. Đại nhân à, từ lần trước gặp ngài giữa đường, rồi lại gặp ngài ở lễ hội qua, quá đúng ngài là quý nhân giúp tôi. Dạ bẩm đại nhân, có hàng lâm đại học sĩ đến xin gặp. À, phải rồi, mau mời vào. Thôi, tôi xin cáo từ đại nhân. Dạ, ông về cẩn thận. Vũ Định huynh, hàn lâm đại học sĩ, hôm nay rồng đến nhà tôm thế này. Từ Thức, huynh lại nói quá rồi. Hôm nay có việc gấp nên phải đến cảnh báo huynh ngay. Huynh ở tận kinh thành có khác, việc gì cũng nhanh nhạy hơn người. Bỏ qua cái chuyện đó đi. Có phải là huynh đang định kiện cái tên bá rồi qua đó dạch tội tể tướng có phải không? Đúng vậy, huynh đã biết rồi thì ta không giấu làm gì nữa. Tể tướng sai tên bá đi làm những chuyện mờ ám, và đổi lại, tể tướng dung túng cho những việc làm sai trái của hắn ta. Chú cháu bọn chúng là nỗi khiếp sợ cho con dân. Ta thân làm quan, đâu thể nào ngồi yên mà nhìn họ lỏng quyền được. Huynh có biết á, là trước khi lôi ra được chú cháu tể tướng thì huynh đã... Thế nào?
Dạ bẩm đại nhân, tể tướng cho mời ngài. Thế nào? Tể tướng thị sát dân tình nên mời các quan đến nhà tên bá để tể tướng hỏi chuyện. Tốt nhất là huynh im lặng lắng nghe, đừng có để cho họ có cớ hành động trước ta. Bái kiến tể tướng. Miễn lễ. Miễn lễ huyện quan. Thị sát dân tình mấy ngày nay, đâu đâu ta cũng nghe mọi người ca ngợi sự thanh liêm của ngài, tài sứ kiện của ngài. Hạ quan không dám nhận, nhận ơn thiên tử nên cố công báo đáp. Nghĩ vậy cũng phải, nhưng mà cũng tùy trường hợp. Làm quan cũng tính tới việc có tình có lý, nếu mà cứng nhắc quá thì... Xin tể tướng dạy bảo. Ngươi thật sẽ nghe lời ta nói sao? Hạ quan xin lắng nghe lời vàng ngọc. Ta đã nghe vụ kiện của lão làm giường và bá đại gia cháu ta, ngươi thấy thế nào? Bẩm tể tướng, luật triều đình ta thế nào thì xử thế ấy thôi. Nghĩa là tên làm giường đó có lý hơn. Đó là đất của ông bà tổ tiên để lại cho ông ta. Vậy nếu bá đại gia ra một cái giá hợp lý hơn thì sao? Ta hy vọng mọi vụ kiện đều phải dàn xếp ổn thỏa, cả ngài cũng vậy. Ngài nói vậy là sao? Hạ quan luôn làm đúng chức trách của mình mà. Cha của ngài trước đây cũng làm quan tới tứ phẩm, còn ngài chỉ là quan lục phẩm. Ngài còn chưa hiểu chuyện hay sao? Ông ta nói vậy thật sao? Nghe như là ông ta muốn đấu đến cùng. Đương nhiên là vậy rồi. Ông ta vẫn còn căm tức cái vụ huynh chơi khăm ông ta. Thay vì hối lộ cho ông ta 1/3 phần thưởng trạng nguyên, thì ông ta lại phải biếu cho huynh một cái áo khoác. Nhưng chẳng lẽ vì chuyện đó mà ông ta nhất định lấy bằng được miếng đất nhỏ bé này? Theo tin của tôi á, thì có vẻ cái miếng đất của ông làm giường là long mạch, sẽ phát tích đến bậc vua chúa con cháu về sau, đầy vinh hoa phú quý. Ông ta còn muốn làm vua sao? Việc này nhà vua không biết gì cả ư? Không hẳn. Ông ta muốn đưa con gái vào làm thái tử phi. Như vậy thì tương lai con của ông ta làm hoàng hậu, thế lực sẽ rất thuận lợi. Nhưng có vẻ ông ta đã nắm được một số chuyện của huynh. Là chuyện gì? Khoảng nửa năm trước, chẳng phải là huynh đã đi thu thuế và nhận một sắp giải sao? Nửa năm trước? À phải, nhà đó không đủ tiền đóng thuế. Tôi thấy họ nghèo khổ quá nên đã tự ý giảm thuế cho họ, bù vào từ những nhà đóng dư. Rồi họ có tặng huynh cái gì không? Một sắp giải gấm, ta đã không nhận nhưng mà họ cố nại. Quy rồi, quy rồi. Bọn họ tặng ta vào ngày Tết Trung Thu, sau vụ thuế rất lâu rồi mà. Huynh không biết sao? Tể tướng đã có bằng chứng và chuẩn bị tố cáo huynh cái tội nhận hối lộ. Nhưng đó chỉ là một sắp gấm tầm thường, giá vài hào thôi. Chỗ họ mua giải đó là của tên bá. Người bán khai rằng nhà kia trộm tấm giải để tặng cho huynh, hối lộ cho việc khai gian thuế. Hèn chi tể tướng nói về việc dàn xếp vụ kiện. Nếu như ta muốn giữ chức quan thì phải làm ngơ cho ông ta cướp không mảnh đất kia. Huynh phải chọn thôi. Chính tôi là người đã bày cho ông làm giường thư kiện. Vậy mà bây giờ... Thôi khuya rồi, huynh nghỉ ngơi đi, ngày mai rồi tính tiếp. Hương hoa từ đâu mà thơm quá. Mời chàng uống trà. Cô là... Mời chàng ngồi. Ở đây là đâu? Sao nàng lại ở đây? Chàng thấy khung cảnh ở đây thế nào? Đẹp lắm, giống như là chốn bồn lai tiên cảnh. Thật sao? Đây là nhà thiếp. Chàng đã hứa đến nhà thiếp ở Tống Sơn, không biết người còn nhớ chăng? À phải, tôi còn nhớ. Nhưng do công vụ bận rộn, nàng biết đó. Phục vụ những kẻ tham quan sâu mọt đó ư? Sao nàng biết? Chốn quan trường không phải đều như vậy sao? Giang sang một dải sơn hà, xả thân gánh vác đáp đền núi sông. Lang thang đi khắp phương trời, núi cao biển rộng, một đời ngao du. Tại sao cam phận ngục tù, chôn chân một chỗ, sầu u một đời. Nàng... Thiếp chỉ nói thế thôi,
Nam Nhi chí tại bốn phương, thiếp không dám lấy chút lòng nữ nhi mà buộc chân gió trời. À, là mơ sao? Nhưng sao mùi hương hoa trong giấc mơ vẫn còn đâu đây? Là ta đang tỉnh hay là ta đang mơ? Ta làm quan là vì cái gì kia chứ? Có phải vì sơn hà xã tắc hay là vì cha ta muốn vậy? Nếu như quan trường đã không có lối thì... Vũ Định huynh, xin huynh giúp cho một việc. Đây là hồ sơ vụ án tên bá muốn chiếm đất của ông làm vườn, và chứng cứ của một số vụ án khác ta đã thu được. Huynh hãy đem về kinh âm thầm điều tra thêm, thế nào cũng lôi được tể tướng ra pháp luật. Nhưng còn huynh? Ta sẽ từ quan. Từ thức huynh? Ta không thể để cho tể tướng uy hiếp mà xử án bất công cho người dân. Nếu như ông ta đã muốn thì ta từ quan, nhưng cho dù là vậy thì ông ta cũng không thể thoát khỏi lưới pháp luật. Cho nên xin huynh hãy giúp ta. Huynh tin tưởng ta đến thế hả? Nên nhớ là ta cũng ở nhờ bóng tể tướng mà lên được hàng lâm đại học sĩ như là hiện nay. Lỡ đâu ta sẽ nộp cái này cho tể tướng và ém nhẹ mọi việc thì sao? Ta biết, nhưng ta cũng biết huynh là người khéo léo. Huynh xuôi theo tể tướng nhưng mà không khuất phục ông ta. Đây chính là cơ hội cho huynh lật đổ ông ta. Nhưng huynh là một vị quan tốt, người như huynh không thể từ quan được. Một khi tể tướng bị lật đổ, ắt những người có tài sẽ yên tâm tìm đến. Huynh không cần phải lo. Còn ta, huynh biết đó, ta từ trước tới giờ vẫn là chí ở bốn phương, du sơn ngoạn thủy. Nhân dịp này ta muốn một lần được thỏa ước nguyện ở đời. Thôi được rồi, ta sẽ đưa vụ án đi về kinh và nhờ người thân tín để điều tra giúp. Đa tạ Vũ Đình huynh. Huynh nhớ bảo trọng, hẹn ngày gặp lại. Huynh hãy bảo trọng. Đại nhân, người định từ quan sao? Ngươi cũng hóng hớt nghe chuyện quá ha. Dạ tôi không dám, chỉ là xin ngài đừng đi. Xin ngươi đừng để lộ điều đó ra. Ta đây từ quan vì đã không còn duyên nợ với quan trường nữa. Nếu như cố chấp ở lại sẽ gây nguy hiểm đến mọi người. Bẩm đại nhân, tôi đây không hiểu chuyện quan trường lắm. Tôi chỉ biết là từ trước đến nay chưa có vị quan nào tốt như ngài đến huyện này. Từ quan là việc cuối cùng mà ta có thể làm cho mọi người. Đừng có lo nghĩ nữa. Mong là Vũ Đình huynh sẽ lo ổn thỏa mọi việc. Bây giờ ta cũng không thể làm gì nữa. Dạ bẩm đại nhân, xin đừng ra ngoài lúc này. Sao vậy? Dạ. Đại nhân, xin đừng đi. Đại nhân xin đừng đi. Đừng bỏ chúng tôi. Người đã giúp chúng tôi mà giờ bỏ chúng tôi sao? Đại nhân à, việc của tôi còn chưa xử xong mà ngài đã định đi rồi sao? À, tôi đi là để giải quyết vụ kiện cho ông. Nếu như tôi ở lại thì miếng đất của ông sẽ mất không về tay tên bá đó. Vậy tôi chịu mất đất chứ không thể để ngài đi được. Xin đại nhân hãy ở lại. Đại nhân, tôi đã bảo ngài đừng ra đó mà. Làm sao dân chúng biết ta từ quan? Việc này chưa được công bố kia mà. Nói xem, là ngươi đi báo với mọi người có đúng không? Dạ, là tôi. Ngươi có biết việc này nguy hiểm thế nào không? Mau ra kêu họ về đi. Tôi chẳng làm được đâu. Tôi chỉ nói cho họ biết á, ngài sẽ từ quan, và thế là họ tự kéo đến đây đó. Nếu như tể tướng biết được chuyện này sẽ quy cho ta tội xích động dân chúng làm loạn. Không những mình ta chịu tội mà cả xã cả huyện này sẽ không gánh nổi đâu. Đại nhân, tôi sẽ cố gắng thuyết phục họ. Nhưng xin ngài hãy vào trong chờ đi. Bây giờ không thể đi đâu được đâu. Ngươi đem thêm chăn và thức ăn ra phân phát cho họ, nếu như họ không chịu về. Quan tốt mà phải nghỉ sớm, trời còn có công lý không vậy? Thật là khó xử. Nếu như tể tướng biết được chuyện này thì dân làng cũng không được yên. Dòng danh lợi quả là khó lường, vướng vào rồi không thoát ra được. Bây giờ ta phải tìm cách rời đi trước khi mọi chuyện rắc rối hơn.
dây kín cả cửa trước và sau rồi. Bây giờ ta biết đi đường nào đây? Hương hoa thơm quá, hình như là từ trong giường phát ra. Kỳ lạ thật, sân giường này có cây giáng hương giống ở nhà ta, mà sao trước giờ ta không để ý thấy? Thưa cha, con mới về. Có chuyện gì vậy ta? Con trai tôi. Đại nhân ghé thăm nhà ha. Kìa mẹ, con chỉ là từ thức thôi, con đã từ quan rồi. Hả? Con nói sao? Chuyện này là sao? Người nói sao? Từ thức từ quan về quê rồi. Từ khi nào? Dạ bẩm, nghe nói dân làng tụ tập quanh quyển đường để giữ từ thức ở lại, nhưng không biết làm cách nào mà hắn ta lẻn đi mất không ai biết được. Công văn từ quan đã gửi đi từ trước rồi. Tên từ thức này khó nhằn hơn ta tưởng. Sao chú lại lo nghĩ như vậy? Không phải chúng ta đã loại được hắn rồi sao? Ngươi thì biết cái gì? Cả là do ngươi gây ra. Bây giờ hắn phủi tài mọi sự, khiến ta không dùng lực pháp mà áp chế hắn được. Ngược lại, những bằng chứng về chuyện của ta thì hắn đã có gần như đầy đủ rồi. Cháu vẫn không hiểu, hắn tự quan rồi thì những gì hắn tìm được có ích gì chứ? Có hại gì đến chú nữa đâu. Đồ ngu. Ta vừa nhận được tin từ kinh thành rằng quan ngự sự đã tiến hành điều tra ta. Nghe đâu bằng chứng đã được thu thập từ chỗ của từ thức đó. Hả? Không được rồi. Người đâu? Mau gọi người đến bán nhà này đi. Soạn đồ nhanh lên, chúng ta phải rời khỏi đây. Bài ngữ quý của ta, khu vườn bách thảo của ta. Chưa gì đã muốn chạy làng rồi. Cái thứ vô dụng. Sao ta lại có đứa cháu như người chứ? Ta còn là tể tướng đương triều đây. Chú à, phải làm sao đây? Chú là tể tướng, còn cháu thì chỉ là một kẻ thường dân làm việc cho chú thôi. Bọn chúng mà điều tra thì chẳng phải cháu sẽ... Dù có mất chức thì ta cũng phải trả thù tên từ thức nhóc con đó. Hắn dám dồn ta vào đường cùng sao? Con nói vậy là sao? Bao nhiêu công khó ăn học, bao nhiêu kỳ vọng của cha mẹ và dòng họ, mà bây giờ con nói từ quan là từ quan hay sao? Con xin cha mẹ thứ lỗi vì đã để cho cha mẹ phải lo lắng và thất vọng. Nhưng nếu như tiếp tục thì con sẽ phải phục tùng tể tướng. Thì sao kia chứ? Không phải tất cả các quan đều làm vậy sao? Dạ thưa mẹ, con không muốn khuất phục với kẻ tham lam bạo tàn như tể tướng. Thì con đâu cần phải đối đầu với ông ta. Hãy để việc đó cho người khác, tránh voi không xấu mặt nào mà con. Thôi đủ rồi, cha đã hiểu ý của con. Chúng ta sẽ không nói về việc này nữa. Ơ kìa ông. Con cảm tạ cha đã hiểu cho con. Con đã về nhà thì nghỉ ngơi vài ngày đi rồi tính tiếp. Ông phải nói cho nó quay lại chứ. Con nó đã lớn rồi, hãy để nó tự quyết định đời mình đi. Anh hai. Cô Út này đã lớn rồi. Anh hai lại chọc em rồi. Dạo này ở nhà có ngoan không? Không những ngoan mà còn giỏi nữa. Anh hai còn nhớ cây mai chiếu thủy mà anh đem từ kinh thành về tặng em không? Có chứ. Sao nè, em có chăm nó cẩn thận không? Còn hơn vậy nữa. Đêm nay vừa đúng ngày rằm, em sẽ cho anh thấy. Cây mai chiếu thủy này thật là phi thường đúng không anh? Cây mai này có phải là... Dạ đúng, cây mai chiếu thủy mà anh mang từ kinh thành về tặng cho em đó. Hôm đó anh còn trồng nó trong bát sứ rồi giao lại cho em nữa.
Em làm sao mà hoa của chúng phát sáng được vậy? Em không biết. Em làm như lời anh nói. Khi cái cây to hơn thì em đem qua chỗ khác, rồi đập dỡ bát sứ trắng kia đi để bón cây. Từ đó trở đi, mỗi lần Mai Chiếu Thủy ra hoa đều phát sáng như vậy, mà chỉ vào đêm trăng tròn. Quả là kỳ lạ. Chẳng lẽ có phép thần tiên hay gì ở đây sao? Anh hai xin lỗi em. Tự nhiên hoa lại bay đi hết mất rồi. Nào giờ em cũng chưa từng thấy cảnh tượng như vậy. Nhưng anh hai yên tâm đi, thế nào nó cũng ra đợt hoa khác mà. Vũ Định huynh, huynh còn có tâm trạng ngắm hoa hay sao chứ? Mau đi thôi. Hả? Đi đâu? Sao huynh lại lo lắng vậy? Huynh chưa biết tin gì sao? Tể tướng đã bị bãi chức để điều tra. Là thật sao? Vậy mới có chuyện. Ông ta hết sức tức giận nên đã trốn đi cùng tên bá để truy đuổi huynh. Tôi sợ gì chứ? Ông ta bây giờ cũng là thường dân mà thôi. Ông ta còn có thể lấy luật pháp để chèn ép người khác nữa sao? Triều đình đã cho truy bắt ông ta rồi. Huynh không nghĩ rằng ông ta sắp mất tất cả thì sẽ liều mạng với huynh và gia đình huynh ư? Nếu đã như vậy, ta sẽ một lần đối mặt với ông ta, không để gia đình ta phải liên lụy. Anh hai, đừng làm vậy mà. Đúng vậy, huynh làm như vậy là vô ích. Tội ông ta khó thoát. Huynh cần gì phải là quỷ thân như vậy chứ? Tránh vôi chẳng xấu mặt nào. Vậy thì em mau vào báo với cha mẹ, ta sẽ đưa mọi người về quê tạm lánh cho đến khi mọi chuyện êm thấm. Huynh mau đi theo ta, ta sẽ đưa huynh và gia đình của huynh đến nơi an toàn. Nếu huynh đã có sự sắp xếp thì xin hãy đưa cha mẹ và em gái ta đến nơi an toàn. Anh hai đi đâu? Sao anh không đi cùng cả nhà? Ta không thể đi cùng được. Tể tướng sẽ tìm ta đến cùng trời cuối đất. Vậy là huynh muốn... Đúng vậy, ta sẽ dùng bản thân mình để nhử ông ta ra. Ta không muốn phải lẩn trốn cả đời đâu. Nhưng mà anh hai ơi, nếu anh bị làm sao? Tể tướng nhắm đến mình ta, ta sẽ không để cho ông ta làm hại gia đình của mình đâu. Em hãy yên tâm, anh hai sẽ cẩn thận mà. Thôi, nếu mà huynh đã nhất định như vậy á, thì ta cũng không cản. Đa tạ huynh luôn giúp ta đến phút cuối cùng. Gia đình của ta từ nay xin giao lại cho huynh. Sau khi bắt được tể tướng, ta sẽ đưa gia đình huynh về lại tại đây. Còn huynh á, nhất định phải trở về an toàn. Chúng ta sẽ hẹn mùa Tết Nguyên Tiêu năm sau cùng nhau ngắm trăng, làm thơ. Hứa như vậy nha, quân tử nhất ngôn. Chú, cháu đã dò được tin tức từ Từ Thất rồi. Tốt lắm, hắn đang ở đâu? Bẩm chú, hắn về quê từ biệt cha mẹ rồi đi ngao du về hướng núi ở châu Ái, đang tiến về cửa bể thần phù. Hay lắm, mau đem thuyền nhẹ cho người mai phục trên bờ, không được để cho hắn thoát. Nhưng còn quân triều đình thì sao chú? Lỡ họ biết được chúng ta đang trốn ở đây. Bao nhiêu của cải người tích góp được, trời của cải của ta quỷ thác cho ngươi cũng không đủ mua lấy sự im lặng của bọn hầu hay sao? Sao mình không trốn đi luôn hả chú? Khi nào mọi chuyện lắng xuống thì mình tìm Từ Thất trả thù sao? Sao ta lại có đứa cháu hèn nhát như ngươi chứ? Ta và Từ Thất không đổi trời chung. Ta sẽ không trốn chui trốn lũi để hắn sống ung dung dễ dàng vậy đâu. Người mau dọn hết đồ lên thuyền. Sau khi hạ được Từ Thất thì chúng ta sẽ theo thuyền đi biệt xứ. Dạ, cháu sẽ đi làm ngay. Có đi mới thấy được nước ta đẹp đẽ đến thế nào. Hẳn là Vũ Định huynh đã chuẩn bị thuyền cho ta. Quỳnh ấy đúng là chu đáo, theo dõi từng bước ta đi. Tể tướng có thể đuổi kịp ta bất kỳ lúc nào. Nhưng mà dù vậy thì cảnh đẹp làm sao có thể hững hờ được. Bạc trắng sương bay điểm mái đầu, hồng tía ánh dương đái sông sâu. Ta đi ngao du đó đây cũng nhiều mà chưa từng thấy điểm kỳ lạ thế này bao giờ. Có khi nào là núi thần xứ tiên chăng? Thật là kỳ lạ, ngay cửa bể thần phù lại có một trái núi thế này. Từ Thất, hả? Ta xem ngươi hôm nay chạy đâu cho thoát.
Từ Thức, ngươi đã làm cho ta mất hết sự nghiệp và của cải. Hôm nay ta phải tính sổ với ngươi. Tiên trách kỹ, hậu trách nhân. Ngươi muốn trách ta thì phải trách ngươi trước. Nhà ngươi tham lam, áp bức người dân. Kết quả như ngày hôm nay là tất yếu rồi, còn trách ai được nữa? Để ta xem cái miệng của ngươi còn có thể nói đạo lý nữa hay không. Để xem phen này ai có thể cứu được ngươi. Tể tướng, ngươi đã bị quân triều đình bao vây, mau đầu hàng đi. Ông không thoát được đâu. Ta không thoát thì ngươi cũng chạy thôi. Đứng lại, ở đây không có quân mai phục, ta sẽ tỉ ngươi đi trước. Tể tướng, ông mau dừng tay đi, đừng làm càn mà tội thêm nạn. Từ Thức, nếu mà Từ Thức có mệnh hệ nào thì tội ông sẽ càng nặng hơn. Mau tìm xem Từ Thức ở đâu. Từ Thức quên. Từ Thức. Ai à, đau quá. Đây là đâu? Lạ thật. Rêu phát sáng sao? Quanh đây chỉ toàn thấy đá và rêu, không biết thoát ra cách nào đây. Có ai ở đây không? Cứu tôi với! Cứu tôi với! Vũ Định Quân! Có ai không? Có ai không? Tôi là Từ Thức, xin cứu tôi với. Lẽ nào ta lại phải bỏ mạng ở đây? Kỳ lạ thật, hình như mình vừa thấy cái gì đó. Cái gì thế này? Mai Chiếu Thủy. Không lẽ những bông hoa này là từ nhà của ta hôm nào bay đến đây sao? Hoa bay vào đây được, có nghĩa là ở phía trên có đường thoát ra chăng? Nhưng làm sao để nhìn thấy khe hở nào trên đó đây? Xung quanh đây... Hả? Trời ơi! Là một con đường! Không thể tin được! Con đường này dẫn đi đâu đây? Các ngươi muốn ta đi đường này hả? Thật là kỳ lạ. Dù sao thì mình cũng không có đường thoát nào khác. Thôi thì cứ đi vậy. Hắn ta tiêu tùng rồi, tìm nữa cũng vô ích. Thưa đại quan, chúng ta đã tìm cả một ngày rồi, vẫn không thấy gì. Thực sự là xương ở đây rất dày, nên có khi Từ Thức đại nhân đã rơi xuống hồ nước ngầm ở đâu đó và bị cuốn đi rồi cũng nên. Không thể nào, ta phải tìm được huynh ấy, không thì làm sao ăn nói với gia đình của huynh ấy đây. Thưa đại nhân, binh lính cũng đã rất vất vả và mệt rồi, chúng ta còn phải giải phàm nhân và phục mệnh nữa. Chúng ta có thể quay lại tìm sao mà. Thôi được rồi, chúng ta thu dọn trở về thôi, ta sẽ quay lại tìm sao. Từ Thức huynh, ta sẽ quay lại tìm huynh. Ngươi sẽ không thể nào tìm lại chú này được đâu. Ông nói vậy là sao? Dạ thưa đại quan, khi chúng tôi tìm hiểu vùng này để bắt Từ Thức thì ở đây là cửa bể thần phù và không có đảo này. Dân ở đây nói nói thế nào? Người ta nói là đảo này khi ẩn khi hiện, ai có duyên mới tìm thấy, nhưng chỉ thấy một lần, không có lần sau. Không thể nào. Từ Thức. Chào các cô, xin cho hỏi đây là đâu?
xin mời vào và tiếp kiến phu nhân của chúng tôi. Xin lỗi, nhưng cô nhầm ta với ai rồi? Ta bị lạc đến đây, xin hãy chỉ đường cho ta ra bờ sông. Công tử có phải tên Từ Thất không? Đúng vậy, mà sao các cô lại biết tên của ta? Thế thì đúng rồi, phu nhân của chúng tôi đợi ngài rất lâu. Xin mời đi theo chúng tôi. Sao họ lại biết mình? Mà phu nhân là ai? Thật là rối rắm, không biết có nguy hiểm gì không nữa. Nơi đây lạ lùng quá. Thôi thì tùy cơ ứng biến vậy. Trong lòng của ta ngay thẳng, thì sợ gì mưu ma trước quỷ. Thế nào, Từ Thất tiên sinh đã đến rồi à? Kính chào phu nhân. Tôi Từ Thất chỉ là kẻ sĩ áo vải, sống nay đây mai đó. Hôm nay có phúc lạc vào chốn tiên cảnh, xin phu nhân chỉ giáo cho. Đây là núi Phù Lai, một trong 36 động tiên bồng bềnh ngoài biển cả. Tan hợp tùy duyên, chẳng biết sao được. Còn ta là địa tiên ở Nam Nhạc, cai quản chốn này. Thấy Từ Thất chàng là người có khí phách lại nhân nghĩa, nên mới làm phiền mời tới chơi. Phu nhân quá khen, tôi không dám nhận. Chàng không cần khiêm tốn, những việc chàng làm đã vọng đến cõi tiên này, làm ai nấy khâm phục. Nay đã quá bộ đến đây thì mời chàng ở lại tham quan. Nếu vậy cung kính không bằng dân phục, xin làm phiền phu nhân. Ta xin nhờ một trong những cô gái yêu của ta là Giáng Hương đưa Từ Thất tiên sinh đi tham quan tiên giới có được không? Cô... Thiếp là Giáng Hương, từng được chàng cứu ở lễ hội qua năm ngoái, không biết chàng còn nhớ không? Tôi vẫn nhớ, thì ra là nhà nàng ở đây. Hai người nhớ ra nhau thì tốt lắm, ta phải đi có việc. Con hãy sắp xếp phòng cho chàng ấy và đưa chàng đi tham quan xứ Nam Nhạc chúng ta nha. Khi nàng nói nhà nàng ở Tống Sơn, ta không nghĩ là nhà nàng trên cả một hòn đảo thế này. Giờ chàng đã đến rồi, hãy đi tham quan nhà ta một chút. Từ Thất! Từ Thất! Từ Thất! Từ Thất! Từ Thất! Từ Thất, huynh đang ở đâu? Còn sống hay là... Bẩm đại nhân, không có dấu vết gì của Từ Thất hay hòn đảo hôm qua. Có đúng chỗ này hôm qua chúng ta đã bắt tể tướng cùng tay chân của ông ta không? Thật ra, đại nhân à, hôm qua có sương mù dày đặc, chúng tôi chỉ biết đó là cửa bể thần phù. Còn việc có hòn đảo kia chính xác nơi đâu thì... Chẳng lẽ là tể tướng và tên má nói đúng, hòn đảo kia là của thần tiên, không có duyên thì không gặp được. Từ Thất! Biệt phụ mẫu, nhưng mà nếu nàng đã nói vậy thì... Nhưng chúng ta có thể báo mộng cho gia đình của chàng. Thật sao? Chàng hãy đi cùng thiếp. Giáng Hương! Giáng Hương! Từ Thất! Từ Thất huynh! Ta tìm huynh mãi! Cha mẹ và em gái vẫn khỏe chứ? Đương nhiên là khỏe rồi. Vũ Định rất lo lắng cho chúng ta. Đa tạ huynh, đa tạ huynh rất nhiều. Huynh đã lo lắng cho gia đình của ta. Huynh làm sao vậy? Sao huynh không về nhà? Ta đang chu du thiên hạ, sẽ có ngày về thăm mọi người. Xin làm phiền huynh thỉnh thoảng thăm hỏi cha mẹ của ta. Thôi thì làm trai chí tại bốn phương, nợ nước con đã trả xong, cứ đi cho thỏa chí tan bồng. Dù sao thì cha mẹ cũng luôn nhớ thương con và chờ con trở về. Chúng ta ngồi vào bàn ăn một miếng đi con. Món cá lóc kho mẹ con làm đó, con vẫn thích ăn mà.
cha, Vũ Định huynh. Người này là... Dạ, cháu chào bác. Có việc gì mà cháu tới sớm quá vậy? Dạ bác, về việc từ thức huynh thì đã một năm rồi, chưa tìm được tung tích của huynh ấy. Cháu biết gia đình bác đã khổ sở nhiều. Thôi, cháu đừng nói nữa. Bác biết cháu cũng đã cố gắng hết sức rồi. Đêm qua bác mơ thấy từ thức đó. Dạ bác cũng mơ thấy từ thức huynh hả? Cháu nói vậy là sao? Cháu cũng mơ thấy từ thức. Từ thức công tử. Đây là Lưu Ly, chị em của thiếp. Cụm qua thiếp cố ý bẻ lần trước, chính là do Lưu Ly quá thành, nên thiếp phải hái để cứu em ấy. May mà sau đó có chàng cứu thiếp. Cảm tạ ơn công tử cứu mạng hai chị em tôi. Không cần khách sáo, chuyện qua lâu rồi mà. Công tử không biết chuyện đó nghiêm trọng thế nào đâu. Hôm ấy em đã dùng nhiều linh lực để khóa phép. Nếu chị Giáng Hương không được công tử giải cứu để đưa em về nhà kịp thời thì em không trở lại làm tiên đường nữa đâu. Em sẽ phải làm mẫu đường thêm 300 năm nữa đó. Em đến tận đây để tìm ta sao? Phải rồi, em quên mất. Mẫu tiên sai em đến báo chị biết tối nay có tiệc chúng tiên đều đến. Mẫu tiên mời cả Từ Thức công tử nữa đó. Thì ra cả bác và cháu đều cùng mơ một giấc mơ. Quá là lạ lùng. Chắc là Từ Thức đã cố báo mộng với chúng ta rằng nó vẫn an toàn và nó sẽ trở về. Ít nhất á, huynh ấy cũng đang làm điều mình hằng ao ước. Thưa bác, cháu và Từ Thức huynh thân như anh em. Xin hãy để cháu được thay huynh ấy chăm sóc gia đình bác. Ok, Vũ Định. Xin bác hãy nhận cho. Nếu không thì cháu không có an lòng. Mà Từ Thức huynh trở về, cháu cũng không biết nói làm sao. Thôi được rồi, nếu cháu đã nhất định như vậy thì bác cũng rất vinh dự có người con nhiệt thành như cháu. Cảm ơn cha. Tốt lắm, tốt lắm. Cảm ơn con. Xin giới thiệu cùng chúng tiên, đây là chàng Từ Thức tôi đã nói với mọi người từ trước. Một người phàm thật là thú vị, chúng ta đã nghe nhiều về ngươi. Bụi hồng trần ngươi chẳng dương mang, chỉ bằng ở lại đây sống cùng quần tiên, giữ mãi cái cốt cách trong sạch ấy. Từ Thức, ngươi thấy thế nào rồi? Nếu muốn, ngươi có thể ở lại đây mãi mãi. Nhưng ngươi biết đó, ngươi vẫn không phải là tiên, cũng không còn hẳn là con người. Do vậy những suy tư, tình cảm của ngươi đối với Hồng Trần đều không thể duy trì được nữa. Thưa mẫu tiên, thưa các tiên, đa tạ các vị đã quý mến và mời tôi đến đây. Dù chỉ mới ở đây được một ngày, nhưng nơi này thực sự rất đáng sống và đáng ước ao. Nhưng giống như ngài đây vừa nói, tôi cũng chỉ là người phàm. Với cách sống thích đi đây đó chu du như tôi, thì tiên giới hay là hạ giới đều không khác nhau chi cả. Chỉ là... Chỉ là sao? Chúng ta đều biết duyên trời khó đoán, nhưng lựa chọn của con người cũng đâu biết trước được. Đúng rồi. Thưa mẫu tiên, tôi cũng chỉ mong có người đồng hành trên bước đường đời. Tôi xin sống đời ngao du. Thoáng chốc nay đã ba thu, bâng khuâng lòng vẫn tương tư nhớ nhà. Nhớ quê nhớ cánh đồng xa, gió len ngọn lúa thiết tha rì rào. Ba năm, ngươi ở tiên giới 3 năm rồi sao? Đúng là thời gian.
cho dù ở hạ giới hay tiền giới thì cũng nhanh như bóng câu qua cửa sổ. Dạ, cháu cũng không ngờ là nhanh như vậy. Mỗi ngày đều đi đến những nơi mới lạ, học biết những điều hay ho. Nếu không giờ tiết trời thay đổi, cháu cũng không nhớ thời gian nữa. Hôm nay tiên ông hẹn cháu đến ranh giới với Trần Gian để cháu nhìn xem cảnh này sao? Nếu ngươi không còn nặng lòng với người hạ giới thì chúng ta ở đâu có khác gì nhau. Ta tuy là tiên nhưng cũng thích ngắm nhìn trần gian muôn màu muôn vẻ. Có lúc hỗn loạn, cũng có lúc êm đềm như buổi chiều câu cá, quay quần bên gia đình ăn cơm vậy. Cháu như ngửi thấy mùi cá kho của mẹ đâu đây? Chàng đã về. Mẫu tiên đến chơi. Từ Thức, chàng làm sao thế? Sao thấy chàng không được vui? Lúc chiều đi đánh cờ với tiên ông vẫn còn vui vẻ kia mà. Ta... Dạ thưa mẫu tiên, con muốn xin được về thăm nhà. Từ Thức con, ở đây con có gì chưa vừa lòng? Hay Giáng Hương đã làm gì trái ý con? Hãy cho ta biết cớ sao lại đòi về trần gian. Thưa mẫu tiên, suốt thời gian con ở đây được đối đãi rất tử tế. Trước kiếp gặp nạn ở hạ giới đã tổn thương nguyên khí rất nhiều. Bây giờ rời khỏi tiên giới, thiếp có thể không quay về được nữa. Vậy ta quay về rồi, còn có thể quay lại gặp nàng nữa không? Thiếp không biết. Đảo Nam Nhạc trôi nổi bồng bềnh, việc gặp lại chỉ nhờ duyên trời mà thôi. Chàng hãy bảo trọng. Khi nào về đến trần gian, chàng hãy lấy ra đọc. Tạm biệt nàng. Đã lâu không đi xa khỏi động tiên, làm ta cảm thấy... Thầy Mai, cháu có biết nhà ông Từ trước kia làm quan tứ phẩm đã về hưu rồi không? Nghe lạ quá Có thể do cháu còn quá bé nên không biết đó. Vậy trong làng có ai họ Từ không? Dạ có. Có một ông họ Từ đang canh giữ đình thần cho làng. Đình thần hả? Nằm ở đâu vậy? Cháu đưa ta đến đó có được không? Được, chú đi theo cháu. Kỳ lạ thật. Sao nhà cửa trông vừa quen vừa lạ? Rõ ràng là cái đa đình làng thì quen, mà đường về nhà thì lại không như trước nữa. Đình thần ta cũng mới nghe đây. Đình thần đây nè. Ông ơi ông, có người tìm. Chẳng lẽ là cha mình đến đây giữ đình thần sao? Hả? Người này là ai vậy? Chú ấy tìm người nhà họ Từ. Ông là người nhà họ Từ sao? Đúng vậy, cậu tìm ai? Ông có biết nhà ông Từ trước đây làm quan tứ phẩm không? Vậy ông có biết Từ Thức không? Từ Thức hả? Thuở nhỏ tôi có nghe cha mẹ kể về một cụ tam đại nhà tôi cũng tên là Từ Thức. Ông cụ làm quan lục phẩm đời vua Trần, nhưng sau này từ quan rồi đi vào hang núi mất tích. Đến nay cũng đã hơn 100 năm rồi. Vậy bây giờ đang là đời vua nào rồi? Đã qua mấy đời vua Lê rồi chú. Cậu có sao không? Sao cậu lại hỏi về cụ Từ Thức vậy? Giật đổi sao dời, kiếp người chóng qua. Chàng có về cũng không tìm lại được người cũ cảnh xưa đâu. Không, không, xe bay hãy khoan biến mất. Hãy đưa ta về cuộc Giáng Hương đã. Đợi đã. Kết lứa trong mây, duyên xưa đã hết. Tìm non tiên nơi khóc bể, dịp khác còn đâu. Thôi, vậy là từ nay không còn có thể gặp lại người xưa được nữa. Sau đó, người ta thấy Từ Thức mặc áo cừu nhẹ, đội nón lá, đi mãi vào trong núi Hoành Sơn, thuộc tỉnh Thanh Hóa ngày nay.
rồi đi đâu mất không ai biết nữa. Hang động mà người ta cho là Từ Thức gặp Giáng Hương nay còn gọi là động Từ Thức.